Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Thì hôm trước á, mình nói đến cái chuyện là thu thập được trư bát giới, rồi bị những cái nạn. Thì trong đó có một cái nạn gọi là đường tâm tạng, cần phải Tôn Ngộ Không phải có cái định phong đơn mới có thể đứng vững được trước cái ngọn gió rất là mạnh của một loại yêu tinh. Và Phật Tổ đã cho cái viên định phong đơn đó với lại cái con rồng gọi là Phi Long Trượng. Quý vị thấy á, định phong có nghĩa là cái sự rất là vững, rất là cứng chắn của mình, không có để gió nó lung lay, phải không? Nhưng bên cạnh đó lại có một con rồng bay để làm bủ vật, để mà cứu nguy cho thầy trò. Ở đây cũng vậy, nếu một cái người mà mình muốn sống an lành trong cuộc đời á, thì mình mà phải học một cái phương pháp gọi là bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến, bất biến là định phong đơn, vì nó đứng yên chỗ đó. Tùy duyên là Phi Long Trượng, tại vì con rồng là nó bay, nó uyển chuyển lắm. Còn định phong là cái sự đứng vững. Ví dụ như hôm nay nè, thầy vừa ăn quả đường xong thì thầy viện chủ mới nói trưa hôm nay 2 giờ thầy sẽ nói chuyện, tại tối nay thầy bận. Rồi thì mình lại tùy duyên, chứ thường thường buổi trưa là pháp hòa chứ gì. Tối thì thầy ăn cơm xong cái thầy nói thôi trưa tối nay thầy bận, thôi giờ để trưa nay thầy lo. Thì mình tùy duyên. Thì pháp hòa định là trưa hôm nay sẽ thông báo đại chúng văn tập chánh điện. Tùy duyên chứ gì. Nhưng mà rồi lát sau cái thầy qua thầy gõ cửa, thầy nói giờ thầy có chuyện đột xuất, thầy không có thể lo được. Cái là mình lại phải tùy duyên. Nhưng mà bất biến của mình là gì? Vẫn phải học Phật, Phật Pháp. Cái bất biến của mình là cái chuyện học kinh không có bỏ. Còn tùy duyên là ông nào nói. Không, quý vị hiểu ý không? Tùy duyên là vậy. Thí dụ như bây giờ hôm nay á, mình định là đi xuống bếp á, làm cái món gì đó. Đi xuống bếp cái mở tủ ra cái thiếu những cái thứ mà mình cần phải nấu. Thì bây giờ mình phải làm sao? Phải tùy duyên, uyển chuyển, nấu món khác. Nhưng mà cái bất biến của mình là vẫn có đủ món ăn để đãi khách. Quý hiểu ý cái chữ tùy duyên bất biến không? Như thật ra là lịch trình làm việc của quý thầy á, là bây giờ cho tới cuối năm là đầy hết rồi. Từ đây tới cuối năm là những ngày gì là có chương trình hết. Như là hôm nay mình tu ngày hôm nay phải không? Tuần tới là người Tây Phương. Rồi cái tuần tới nữa là tới mình, là bởi vì bận cái đại nhạc hội gây quỹ cho nên phải dời lại một tuần. Là phải hoạch định cái chương trình như vậy hết rồi. Thì bây giờ đùng một cái có một ngôi chùa ở xa phone đến là năn nỉ rằng xin quý thầy giúp cho cái lễ Phật đản, vì chúng con không có người, chúng con rất là cần. Pháp Hòa nói bây giờ từ đây cho tới tháng 6 là chùa đầy hết rồi, thì không lẽ bây giờ quý vị làm cuối tháng 3? Họ cũng đồng ý luôn. Họ nói sao cũng được hết á, miễn chỉ cần thầy tới thôi. Thì lại mình lại phải tùy duyên. Như vậy thì cái chương trình mình phải tùy duyên mà đổi. Có nghĩa là ngày 12 này, 12 tháng 5 tới đó, Thọ Bác Quan Trai đó, mình là tùy duyên rồi trong cái chương trình của mình rồi. Lẽ ra 19 mới thọ, mới tu, mà lại dời tới 12, hiểu không? Là tùy duyên rồi, phải không? Rồi bây giờ tùy duyên thêm lần nữa là phải đi. Đó, Pháp Hòa đồng ý với người ta, mới đồng ý buổi chiều tối đó có vé máy bay liền. Họ sợ mình đổi ý. Họ sợ mình tùy duyên nữa. Cho nên họ phải đặt cái vé để cho mình bất biến luôn. Thì bây giờ mình phải nói, Pháp Hòa mới nghĩ trong bụng là phải bàn lại cái chương trình rồi. Có lẽ là mình cũng bất biến, có nghĩa là ngày tu của mình vẫn giữ như vậy.
và Pháp Hòa đi lo công việc Phật sự, rồi thầy viện chủ ở nhà để mà lo cái ngày tu đó. Quý vị thấy á, cho nên trong đời sống hàng ngày của mình á, có những cái mình định, nhưng không có nghĩa là lúc nào nó cũng có thể y như mình được. Quý vị có hiểu cái thí dụ giữa tùy duyên và bất biến Pháp Hòa nói nãy giờ không à? Đó, mình nắm được cái đó đó thì mình có cái định phong đơn, không có gió nó lung lay mình được. Nhưng mà mình có cái gì? Phi long trượng nữa, tùy lúc cần phải quyển chuyển. Quyển chuyển mà không mất đi cái thể, cái nguyên chất của mình. À, tại sao mà mình bị cái nạn như vậy? Là bởi vì một người tu á, mà chỉ mới có giới, có tuệ chưa đủ, cần phải có một thứ nữa gọi là định. Giới định tuệ là tam vô lậu học mà. Ở trong danh từ Phật học pháp số đó, mình có một cái pháp số tên là tam vô lậu học. Tam là ba, vô lậu tức là mình không có còn những cái lỗi lầm nữa. Học là cái pháp, cái môn học. Ba cái môn học làm cho mình hết những cái lỗi lầm. Và ba môn học đó gọi là giới, định và tuệ. Mình có thể nói ngược, tuệ định giới, giới định tuệ gì cũng được. Thì trong phái đoàn á, ba thầy trò, ba người đệ tử của ông, của ngài Đường Tăng á, Tôn Ngộ Không là tuệ, Trư Bát Giới là giới. Mà hai, mới có hai người này thôi, cho nên phái đoàn chưa có đủ, cho phái đoàn cần phải có thêm một người nữa, đó là Sa Tăng. Vì Sa Tăng là tượng trưng cho định. Một con người định tĩnh, trầm lặng, ít nói, cần mẫn, có phải không? Trong cái suốt đoạn đường đi á, ai là người gánh? Cái người siêng năng gánh vác những cái nặng nhọc trong đoàn là Sa Tăng. Mà có hay gây gỗ với Ngộ Không không? Không, ít nói lắm. Vì sao? Vì con người đó rất là định tĩnh, họ có cái sự vắng lặng. Ba cái này là ba cái điều rất cần thiết cho một người tu. Bởi vì cái tuệ á, nó lóc chóc lắm, có phải không? Mình nghĩ mình thông minh đó, cho nên là mình hết nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, cho nên qua cái hình ảnh của một con khỉ lóc chóc. Mà con khỉ này á, mà không có cái giới để mà khắc phục á, như cái dòng kim cô mà trồng lên đầu của Ngộ Không á, thì nguy. Cho nên á, cái đứa nhỏ nào mà nó thông minh á, là mình phải cần dạy nó từ nhỏ. Có nhiều đứa con nít ở đây á, nó khôn, mà nó khôn cái kiểu khôn trước tuổi. Nó nói những cái lời nói rất là người lớn. Mình đừng có tự hào với cái đó, mà mình cần phải để tâm và mình dạy nó từng ly từng tí. Thí dụ nó nói một câu không có phải tuổi của nó nói, mình phải nói liền, nói con còn nhỏ lắm, con không có được nói cái này. Mình đừng có tự hào với cái lời nói của nó, cái đó là một cái nguy. Cho nên mình phải có liền một cái dòng kim cô chồng lên đầu nó, rồi mà nói không nghe là phải niệm chú kim cô cho nó nhức đầu, giống như là Ngộ Không vậy đó. Cho nên cái tuệ á, cái người thông minh là phải cần có giới. Giới như một cái hàng rào bảo vệ mình. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà khi mà mình có giữ giới thì mình liền có tuệ. Nhờ có tuệ cho nên mình giữ giới. Vì vậy cho nên lúc đó cái định mình nó phát sinh. Cái định mình nó phát sinh. Vì định là gì? Định là cái sự vắng lặng, cái sự bình an. Thí dụ ngày hôm nay nè, mình ngồi đây 50-60 người, không có ai phạm pháp hết á. Vậy là những người này có giới không? Giữ giới không có phạm pháp. Rồi tu học để phát triển cái trí,
và ngồi đây rất là thảnh thơi, rất là an nhàn, thì mình có định. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên một cái phái đoàn đi thỉnh kinh là đi đâu? Mỗi người của mình là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là gì? Mình mong muốn ước ao đến một cái nơi an lạc đó, cái nơi mà vững chãi đó. Quý vị hiểu không? Tại sao Ngộ Không á, có thần thông thì có thể bay, thì không nghĩa là cổng thầy đi một cái cho nó ngon lành, mà phải trải qua những cái con đường hiểm nạn như vậy. Mỗi người chúng ta ai cũng muốn đi đến một cái nơi nào đó, mình muốn đến cái mục đích an lạc thảnh thơi, nhưng mà mình phải gì? Phải chịu khó chịu nhọc. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa muốn là một ngày nào đó mình cũng được an nhàn, mình thảnh thơi, hay nói một cách khác, mình có đủ khả năng để chia sẻ Phật Pháp với Phật tử. Thì Pháp Hòa phải trải qua thời gian làm sao? Văn ôn võ luyện, phải chịu khó chịu nhọc, nghiền ngẫm, đọc, rồi phải làm gì nữa? Đọc học không chưa đủ, mà phải vắng lặng cái tâm của mình để phát hiện ra những cái hay nữa. Quý hiểu ý không? Thì đó giống như những cái con đường mình phải trải qua vậy đó. Ở đây ai chưa từng trải qua những cái nạn trong cuộc đời? Ai chưa từng? Ai cũng từng hết rồi, phải không? Buồn vui sướng khổ nặng nhọc gì có đủ hết. Mình kinh nghiệm qua cái tuổi già chưa? Có rồi. Mình kinh nghiệm qua sự bệnh tật chưa? Có rồi. Vậy thì có phải là mình đang trên đường đi thỉnh kinh không? Mình đang cũng trải qua những cái nạn giống như là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Mà một phái đoàn đi thỉnh kinh thì cần phải có giới định tuệ. Mình muốn đến được, tới được cái đích mà tu học của mình cho đến nơi đến chốn, thì mình cần phải đầy đủ ba thứ: giới, định tuệ. Ba cái môn học này nó đủ khả năng làm cho mình dứt đi những cái phiền muộn, gọi là lậu. Lậu đây là nó rỉ ra. Thí dụ như cái ly nước này mà lủng con lỗ, mình đâu có thấy nó chảy ào ào, nhưng mà hồi để đây lát cái nó đầy bàn hết là gì? Nó rỉ từng giọt ra. Mình cũng vậy á. Mình đi chùa lâu ngày rồi, nhiều khi những cái phiền não thô nó đâu còn đâu, nhưng mà nó ầm ĩ trong này nè, phải không? Đến khi nào mà nó đụng chuyện, bắt đầu nó mới ra một trưởng. Đó, cho nên trong phái đoàn cần phải kết nạp một người nữa là xa ngộ tịnh. Thì khi mà khi đến cái dòng sông Lu Sa Hà thì đã Ngộ Không, Bát Giới và Đường Tăng kết nạp thêm một người Sa Ngộ Tịnh. Ông này nguyên là Quyển Liêm Đại Nguyên Soái ở trên trời, vì vô ý uống rượu say làm bể cái đèn lưu ly cho nên đọa xuống. Đọa xuống là một con yêu quái, rồi được Quan Âm điểm đạo ở đó đi chờ Đường Tăng tới, rồi phò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Như vậy thì phái đoàn đầy đủ ba người. Quý vị thấy không? Ba cái người đệ tử, ngay cả ông thầy luôn, cũng đều được Đức Quan Âm tới khai thị hết. Lần đầu tiên Đức Quan Âm tới chỗ Đường Tăng đang thuyết kinh, Đức Quan Âm cầm cái tấm y và trao hóa hiện thành một vị hòa thượng truyền y cho Đường Tăng và dạy Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Phương. Rồi Ngộ Không bị đè với Ngũ Hành Sơn, cũng Đức Quan Âm tới điểm đạo. Rồi Trư Bát Giới là một thiên bàn nguyên soái đọa xuống trần gian làm heo, cũng được Đức Quan Âm điểm đạo. Rồi Sa Tăng cũng được Đức Quan Âm điểm đạo. Và trong suốt đoạn đường đi, hễ chỗ nào có nguy cấp và không cứu được thì Đức Quan Âm lại hiện ra cứu.
Đức Quan Âm là tượng trưng cho cái gì? Cho cái tình thương, cho một cái sức từ bi, phải không? Đó, mình làm gì mà thiếu cái từ bi á, thì cái việc làm của mình nó chưa có trọn, nó còn có mưu tính. Làm việc gì cũng phải trọn vẹn cái lòng từ bi của mình. Bây giờ mình nói ví dụ như quý vị đến tu viện mỗi tuần một lần ngày thứ bảy để nghe pháp thoại, là quý vị cũng đang thể hiện cái tâm từ bi đó. Tại vì quý vị phải ngồi đó thầy mới nói được chứ, rồi thầy nhờ quý vị có ngồi đó, rồi thầy có nói cho nên mình mới ra được cái băng, phải không? Làm một cuốn băng thì cái người khác mới đem cái tâm từ bi, vì các vị ở nơi khác hay là vì những người không có phương tiện đến nghe trực tiếp thì làm ra những cái dĩa CD, phải không nè? Cho nên tất cả những cái việc làm dù lớn dù nhỏ, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều từ cái gì? Đều từ vì cái tâm từ bi hết. Cho nên Pháp Hòa muốn quý vị làm việc từ bi mà từ bi trọn vẹn. Mình đã để cái tâm sức của mình trọn vẹn trong cái việc đó rồi, thì đừng có nại hà chi những cái việc nhỏ nhít nữa, làm cho trọn. Giống như quý cô ở trong nhà trù làm bếp ban trai soạn cũng vậy. Mình đã chịu khó đi chợ suy nghĩ ra món ăn, để hết tâm sức mình vào đó nấu rồi, thì bây giờ chỉ còn mình mong cái gì? Mong có người tới ăn. Vậy mình ta tới ăn cái mình không vui là sao? Phải không? Cho nên là mình là chưa, như vậy là chưa trọn. Mà khi mà mình nghe những cái tin mà như vậy đó, mình buồn lắm. Tại sao là làm hết 99% rồi, chỉ còn 1% là dâng tới cho người ta nữa là không chịu. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên đừng, phải làm cho trọn vẹn là một đức Quan Âm. Mình đã bỏ hết công sức của mình vô trong một ngày rồi, từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, chỉ còn có buổi trưa nữa thôi, mình làm trọn, uổng không? Mình làm ra một cuốn CD Pháp Âm cũng vậy, bỏ hết mình làm ra cho nhiều, cũng mong ta, ai tới, ta tới lấy để mà đem gì ta nghe, phải không? Còn người ta phát tâm hay không không sao, người này cũng phát, người khác phát, mà họ không phát bữa nay bữa khác họ phát, mà nghe một cuốn chưa phát, nghe 100 cuốn thế nào cũng phát, phải không? Mà họ không phát được đại bác thì họ cũng phát gì, súng tiểu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ phát tâm không lớn thì cũng phát tâm nhỏ, đừng có lo. Chỉ cần người ta phát tâm nghe là mình phát tâm làm. Thấy không? Đường Tam Tạng còn phát tâm đi thỉnh kinh là Quan Âm phát tâm cứu trợ. Một ngày nào Đường Tăng còn phát tâm đi thỉnh kinh thì Ngộ Không còn phát tâm phò trợ cho Đường Tăng. Một ngày nào Đường Tăng còn phát tâm đi thỉnh kinh thì tất cả chư thiên, chư thánh, chư thần ở trên trời không có ai bỏ bốn thầy trò hết, có phải không? Cho nên ngày nào mình còn phát tâm chân thật đối với Tam Bảo thì ngày đó Tam Bảo không bỏ mình, đừng có lo. Đó. Con nay phát tâm chẳng vì cầu phước báo của Nhân Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Quyền Thừa, chỉ duy nhất phát tâm đến chỗ tối thượng thừa. Dễ sợ không? Tụng như vậy đó mà mình không phát tâm, ta lợi người ta mới rờ vô, cái lại chụp lại cất vô. Tâm vậy là mới có phát tâm đại, để dĩa tổ bố vậy cái là chạy xuống phát tâm tiểu rồi. Hiểu ý không? Rồi cái gì mà mình có của quý, người nào thương thì mình cho nhiều nhất, còn người nào muốn thương mình cất lại bớt. Phát tâm như vậy là phát tâm thiên. Quý vị nhớ không, Ngài Thật Hiền nói ra 8 cách phát tâm đó: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Mình học cái này rồi đó. Cho nên tu là làm gì?
tu là để ý những cái tâm hành nó đang khởi trong mình. Nó khởi lên tâm hành gì mình biết. Cho nên cái tâm mình nó đang phát tâm gì đây? Tâm tà, tâm chánh, tâm chân, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên biết. Cho nên trong nhà Phật mình có cái danh từ là bố thí hay là phổ thí. Quý vị nhớ không? Cái câu là phổ cúng dường chân ngôn đó. Phổ là rộng khắp. Chân ngôn là cái lời nói chân thật, phát tâm phổ cúng một cách rộng rãi. Phổ là cùng khắp cúng dường, gọi là phổ cúng dường chân ngôn. Ngày nào cũng cứ án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Không có hồng gì hết trơn, toàn là đen thui vậy. Không? Cho nên phải phát tâm như vậy. Ngày nào mình còn tu, ngày đó tam bảo không bỏ mình. Ngày nào mình còn chân thật với đạo pháp, hộ pháp không bao giờ bỏ mình. Chứ hộ pháp là gì? Hộ pháp là ngoài cái nghĩa có một vị hộ pháp đi theo mình, còn có cái nghĩa là lấy pháp để bảo hộ mình. Hộ pháp là gì? Là lấy Phật pháp bảo hộ cho mình. Đừng có lo tai nạn. Mà nếu có tai nạn đi nữa cũng đừng lo. Tâm mình vì cái gì? Tâm không có cái gì đen tối thì sẽ có Phật pháp hộ mình. Cho nên lúc nào mình cũng có hộ pháp hết á. Mình sẽ có một vị hộ, mình biết bao nhiêu vị hộ pháp. Vô hình vô tướng đi theo mình. Bên cạnh đó có nghĩa là Phật pháp bảo hộ cho mình. Quý vị có hiểu cái chỗ Pháp Hoàng nói không? Cho nên bây giờ đầy đủ phái đoàn, bốn thầy trò rồi đó. Bốn thầy trò gồm có Đường Tăng, Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng. Mình phải ngộ được ba cái điểm đó. Ngộ cho được, mình phải ngộ cho được tất cả đều là không, gọi là ngộ không đó. Dành chi? Dành đồ thiệt mà tới hồi chết ai cho đồ thiệt đâu, tao đốt đồ giả, có phải không? Bây giờ không thiếu cái gì hết mà giả không à. Ngay cả cái credit card, cái thẻ tín dụng mà đi mua hàng, nó giờ nó cũng làm ra cái thứ giấy tiền vàng bạc để đốt rồi đó. Rồi chẳng những vậy thôi mà còn làm luôn cái máy cà nữa. Cái gì mà cái hộp nhỏ 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 vậy nè, nó có mấy con số trong đó đó. Rồi cái mình để đưa cho cái người thợ, và cái người mà tính tiền của họ cà thẻ mình, cái họ đưa cho mình có một chọt vậy nè. Mà chọt sợ người ta thấy nữa, phải che. Bây giờ nó làm không thiếu cái gì hết, mà xin thưa giả không nè. Ở ngoài chứ trong đâu có điện gì đâu, phải không? Cho nên mình phải ngộ được cái lý không đó. Cái người có trí là tự nhiên thấy được tất cả đều là không, phải không nè? Nhưng mà thấy nó không có nghĩa là buông tất cả. Vẫn phải có, nhưng đừng vướng nó. Cho nên cái đó vẫn là người trí chứ. Cho nên ngộ không có cái, nghĩa là cái ông tôn hành giả này có cái tên là ngộ không. Người có trí thấy tất cả là không, nhưng không bỏ gì hết. Cần thì cứ xài, mất không sao, hư cũng không có màng. Bởi vì sao? Biết rất rõ cõi đời là giả tạm, có rồi không còn đó để mình xài chơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rõ xe thì một ngày nào đó phải cộ, kêu xe cộ. Tiền là bạc, nó bạc lắm. Máy thì phải móc, tàu thì phải bè, chứ không có gì. Nhưng mà cái người trí thấy như vậy và phải năng giữ giới. Cho nên ông Trư, cái ông con heo đó, ông tên là Trư Ngộ Năng, lấy cái họ Ngộ Năng.
Đây, hồi xưa ông cũng năng lắm. Năng là siêng cái gì đâu, siêng năng đó. Năng là siêng, siêng cái gì? Siêng ăn, siêng ngủ. Thấy không? Ông cũng siêng mà siêng năng, siêng ngủ, siêng ăn, siêng đâm thọc. Trong đoàn ông đâm thọc dữ lắm à. Chút xíu nữa mình biết ông đâm thọc cỡ nào. Ông là chuyên môn đâm bì thóc, thọc bì gạo. Thấy cái tướng dình vàng chứ tiểu lắm. Cho nên cái ông này nè, ổng năng cái này gọi là năng hướng hạ, hay nói một cách khác là cái bản năng dục vọng ở trong con người ổng rất mạnh. Cho ổng cần phải giữ giới để chuyển, lấy cái giới chuyển cái gì? Chuyển cái khả năng mà dục vọng của ổng đi, trở thành ra một cái bản năng gì? Tu hành giải thoát. Như ngày hôm nay đây nè, mình mà ở nhà là mình cũng năng lắm. Năng làm gì? Đi ngủ. Tại vì làm tuần lễ 5 ngày rồi, giờ mình ngủ một bữa cho nó sướng. Nhưng không, ngủ nhiều mất dấu. Biết vậy đó à, mình ngủ nhiều mất dấu à. Đây là chữ ngủ nè. Mà ngủ nhiều quá nó rớt dấu hỏi mất tiêu. Gọi là ngủ nhiều mất dấu. Mình biết vậy cho nên mình chuyển liền. Hồi nãy là cái khả năng, cái bản năng thích ngủ, bây giờ mình chuyển đi vô chùa tu bát quan trai giới để làm gì? Chuyển cái khả năng thích ngủ đó thành cái khả năng gì? Giải thoát tu học. Cho nên con người mình á, mình đều có sức hết á, mà cái sức để làm gì? Mình sống ai cũng sống giống nhau. Cái người mà chơi bời trác tán rồi cũng sống rồi cũng chết, kẻ tu hành cũng sống rồi cũng chết, thì tại sao mình không dùng cái thời gian còn lại tu và làm lợi cho mình, cho người để rồi chết, còn hơn là hại mình, hại người rồi cũng chết, rồi cộng thêm kéo cái nghiệp đến đời sau nữa. Quý hiểu ý không? Thành thử ra lấy cái tuệ biết đó là không, nhưng mà vẫn siêng năng hành thiện. Nếu mà mình nói là cái trên đời này cái gì cũng không hết thì ai chịu tu? Biết nó là không, nhưng mà từ cái khoảng thời gian để tất cả là không này, làm gì cho nó có? Một ngày nào cũng chết thì thôi sống cho nó trọn vẹn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có câu đó: người sống trăm năm không ý nghĩa không bằng người sống một ngày có ý nghĩa. Sống trăm năm mà không làm lợi gì cho ai hết gọi là không có ý nghĩa. Cho nên cái đời sống ý nghĩa là đời sống làm sao? Sống với thực tại, làm cho mình vui, làm an lạc cho mình, làm an lạc cho người. Cho nên đã nhớ nha, thay vì cái khả năng để mà đi theo cái dục vọng, thì mình chuyển cái khả năng này đi theo con đường giải thoát, mà căn bản nhất là lấy giới làm cái nền tảng cho mình. Đó, thí dụ ngày hôm nay ở nhà đó, là bắt đầu mình hết ăn món này tới món kia, phải không? Vô đây cái chuyển từ cái khả năng mà thích ăn ngon, ngủ kỹ đó, trở thành ra cái ăn chay nằm đất. Rồi xong rồi, cái ông thứ ba, ông pháp danh gì? Ngộ gì? Ngộ tịnh. Quý vị thấy khi mà cái bản năng nó được chuyển á, thì tự nhiên cái này nó tịnh liền. Mà cái này nó tịnh rồi á, thì tự nhiên cái này á, nó bớt đi những cái ham muốn không cần thiết. Bây giờ nè, mình tu rồi ha. Hồi xưa chưa tu á, buồn buồn là vô shopping. Bây giờ mình tịnh cái gì? Tịnh con mắt. Cho nên có đi thì đi, nhưng thay vì mỗi lần đem khả năng ra sách, bây giờ chỉ đem cái tịnh đi mà không sách. Quý hiểu ý không? Cứ tịnh là vậy đó. Đi coi thì đi coi, không cần thì không mua. Hồi xưa là có khả năng móc bóp lắm. Cứ kéo bóp ra coi thì còn nhiêu tiền, tính toán rồi. Giờ cái gì cần mới mua. Cho nên cái người mà họ có tịnh rồi đó, việc làm gì của họ đó, mình thấy nó cũng có sự ít nhiều gì cũng có cái
ý nghĩa. Còn người mà động là họ lóc chóc và làm tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc rồi không có cái gì ra cái gì hết. Ví dụ như giờ mình có 100.000 tiền vốn đi, mà không có cái tuệ đó nha, không có cái trí để mà suy nghĩ coi làm gì đi vào cái mình làm gì, cái chừng tháng hai tháng sau mất hết cả 100.000. Là tại sao? Vì mình không có cái suy nghĩ kỹ để mình muốn làm cái gì. Thấy người ta làm cái mình cũng nhào vô mình làm, mà trong cái đó mình không có khả năng gì hết trơn. Ví dụ như giờ mình thấy người ta đi tu, trời ơi, đi tu cạo đầu tập thể cũng vui, chạy theo vô tu, mà mình không có biết được cái khả năng của mình. Quý hiểu không? Cho nên nó không có cái người ta ở ngoài đời người ta nói hùa. Hùa là cái gì? Mình thấy một người chạy thì chạy theo. Bây giờ có phong trào tu hùa, thấy ta vô ta cạo đầu mặc áo mình cũng hùa theo, rốt cuộc mình không được cái gì hết. Cho nên như mình phải thấy như vậy. Cái con người rất là trơn chất á, là ông Đường Tăng phải không? Rất là con người, không có một chút thần thông gì hết trơn á. Nhưng mà ông nhờ ba cái người này phò ông đi tới thỉnh kinh. Con người đó là ai? Mình đầy đủ cái giới, cái định, cái tuệ thì mình đi tới Tây Phương thỉnh kinh cái một. Cho nên bốn người đó không ai là mình. Khi mà dung nạp được ông Sa Tăng rồi, ngộ năng ngộ tịnh rồi đó, thì một hôm á, có bốn vị Bồ Tát gồm có Lê Sơn, Thánh Mẫu, Quan Âm, Phổ Hiền và Văn Thù đang ngồi nói chuyện với nhau về cái cuộc thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng, thì mới nói ta phải một phen thử lòng của bốn người này. Thì nghe tới đó thì các vị Bồ Tát đứng ra, ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm biến thành ba cô gái, còn Lê Sơn thì biến thành một bà mẹ già. Thì trên đường ba bốn thầy trò đi thì xa xa nhìn thấy có một căn nhà khá lớn, khá đẹp, thì mới đi tới cửa đến thăm. Thì mời vô thì bà già mới nói rằng nhà của tôi mất sớm, để lại gia tài vô số, bây giờ ba cô con gái tôi muốn kiếm ba tấm chồng, thì chẳng hay ba vị có muốn làm rể của chúng tôi không. Thì lúc đó Đường Tăng rồi Ngộ Không với lại Ngộ Tịnh là dứt khoát là không, nhưng mà cái ông Ngộ Năng là ông khoái liền. Ông nói thầy ơi, thầy hứa cho rồi đi. Thì quý vị biết đó là ông buồn thầy, ông tại sao không có chịu nghe lời. Thì ông mới đi ra, ông lén lén ông ra, ông bàn thảo với bà già. Bà nói bây giờ á, mẹ làm sao mẹ nói với ba cô đó gả. Thì nhớ không, hôm trước bà có nói cái bài nói chuyện về họ Trư đó. Thì cuối cùng nghĩa là ông bị chồng lên một cái áo. Vì vậy bà già mới nói rằng bây giờ á, ba người con gái của tôi cô nào cũng nghĩa là giỏi lắm, biết thiêu thùa may vá dữ lắm. Thôi bây giờ ông mà thử được cái áo của người nào á thì tôi gả con gái cái cô đó cho. Mà ổng còn nói một câu nữa, nếu mà con thử được ba cái thì mẹ gả hết ba người cho con thôi. Quý vị thấy không? Cho nên nó tu thì tu chứ, cái dục vọng ở nơi con người nó chưa hết. Ở đây muốn nói cái đó đó, ở đây muốn nói cái đó đó. À, mình tu nhưng mà cái ái dục của con người mình nó chưa có tận trừ đâu. Cho nên các vị mới nói đó, nếu chưa phải là bậc thánh, ngay cả các vị chứng A-la-hán người ta còn chưa dám tin tâm của người ta. Mình đừng có bao giờ mình vỗ ngực xưng danh nha. Tôi bây giờ tham sân si hết rồi, tôi khỏe lắm chị ơi, bây giờ tôi đi chùa ai muốn nói gì nói à, tôi không có tranh giành với ai, không dám đâu. Đừng tưởng như vậy, lầm to đấy Tám ơi.
Đúng rồi mới biết tắm. Thấy mà nội thấy mà tắm xăng lên, mà tắm nhìn một cái là em muốn đứt cổ rồi à. Cho nên á, khi mà ông chồng cái áo đó vô rồi á, thì cái áo đó xiết con người ông lại. Vì sao? Vì cái áo đó là tượng trưng cho cái áo dục nhiễm. Mà khi con người mà bị dục nhiễm rồi thì con người đó sẽ quằn quại, con người đó bị nó siết chặt. Mà hôm trước mình học cái bài sám quy mạng đó, trong đó có một câu đó: tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, uổng nhập mê lưu. Cái câu đầu uổng nhập mê lưu, mình nhảy vào một cái dòng sông mà khi một khi mà mình nhảy xuống đó rồi thì sao, nó trôi mình thôi chứ. Mà nếu mình có nhảy lên lại thì mình mẩy mình cũng ướt hết rồi. Uổng nhập mê lưu, khi mà nhập vô đó rồi á thì mình chắc chắn phải bị nó làm sao, bị nó làm cho mình sanh tử khổ đau, gọi là tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trôi nổi theo nó. Cho nên á, cái công phu tu tập càng cao thì mình phải, cái người hành giả đòi hỏi cái giới định tuệ càng sâu và cái tâm lý càng phải tinh tế. Mình tu mà lâu ngày chừng nào á thì mình phải càng cẩn trọng chừng đó. Tại vì sao? Tại vì đôi khi á mình bị nó lừa là mình là một người tu lâu, mình có khả năng chống chế lại nó, nhưng mà thật sự ra nó tinh tế lắm, nó không có còn thô. Quý vị nhớ nè, khi Đức Phật Thích Ca còn là một thái tử, ngồi tham thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong những ngày cuối sắp sửa thành đạo, ai hiện ra để bảo ngài phải đi về? Ai hiện? Đâu có, là yêu tinh, là quỷ, nhưng mà nó đâu có hiện ra cái tướng yêu tinh. Nó hiện tướng gì? Nó hiện trước nhất là mẹ của ngài, cha của ngài, Gia Du Đà La là vợ của ngài, rồi thậm chí con của ngài là La Hầu La. Vì nó biết mình tu gì thì tu, cái gì cũng trừ được. Có thể không có còn tham tiền, không có còn tham danh tham lợi, nhưng mà cái ái luyến của mình nó còn nặng lắm. Mà nếu mà mình không ái luyến những cái người dân nước lã đi nữa thì cũng còn ái luyến cái gì? Ái luyến gia đình. Quý hiểu ý không? Cho nên nó mới hiện ra trong tâm thức. Ở đây cũng vậy, nó vi tế, nó nhẹ nhàng lắm, mình không thấy. Cái tham sân si đó nó đâu có thô nữa, mà bây giờ nó trở thành ra những cái nhỏ, nó rất là khéo léo ở trong trong lòng của mình. Cho nên á, bốn vị thử lòng phái đoàn và kết quả cho thấy rất là rõ ràng là Trư Bát Giới là người chưa có tận trừ được cái dục nhiễm đó. Thấy không? Bộc rõ ràng cho người ta thấy cái trần lao, nghĩa là tham đắm của mình vẫn còn chưa sạch, cần phải tu tập nhiều hơn nữa. Cho nên mình phải biết cái tham dục nó thường che mờ tâm trí con người, đẩy con người vào các sai lầm ích kỷ. Tại sao mình ghen? Đâu phải mình thương người đó. Cái chữ thương nói nhẹ quá, là vì mình ái luyến cái người đó, mình yêu cái người đó, mà yêu quá không chiếm được của mình thì mình làm gì? Mình sanh hận. Cho nên trong cái ái hằng ngày đó, không có phải là mình ưa thương gì thiệt hết trơn á. Nếu mình thật sự mình thương á, bây giờ mình thấy người đó có hạnh phúc rồi, mình phải mừng cho người đó chứ. Nhưng mà thường thường ít có ai làm được. Mình sao? Mình ghen. Như cái trường hợp mà chúng ta thường thấy xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình, có những người họ ghen, mặc dù là họ với người kia đã không còn gần gũi nữa, nhưng mà họ muốn
muốn người đó không được quyền quen với người nào khác, cho nên họ sẵn sàng giết cái người thứ ba nếu người đó chiếm đoạt. Thường thường ngoài đời ta nói ăn không được á, hả, thì làm gì? Phá cho hôi. Mình ăn không được thì mình cũng không muốn ai được hết trơn á. Ví dụ như ở Việt Nam mình á, nhiều lúc con nít á, nó vợ nó chơi với nhau, mình thấy rõ cái tâm của nó. Nó đang ăn cái gì đó mà nó không muốn người khác tới ăn, nó phun nước miếng vô cái tô đó nó trộn. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là giờ cái tô đó là chỉ có ta ăn thôi chứ còn tụi bay không được tới. Có phải vậy không? Vì sao? Vì cái tâm của nó còn ích kỷ. Cách đây khoảng 15 năm, có một ông người Tây Phương cao ráo, đẹp trai, nhà giàu. Ông vì thương tình một cái người làm cho ông thôi, giúp đỡ cho cô này, chăm sóc cho con cô này. Thì cái cô này nè, cổ muốn ông này á, cổ cũng yêu ông này, nhưng mà chưa dám nói ra. Rồi đồng thời á, cái đứa con của cô này nó thương cái ông này quá đi. Vì ổng là người dưng mà ổng chăm sóc cho nó thì nó thương ổng. Thì cô này hai phần. Một phần vì thấy ông này đã có bồ. Một phần vì thấy thằng con mình á, nó thương ông này mà nó bớt đi cái tình cảm của mình. Vậy mà cổ dám mướn người ta tạt axit ổng trong một buổi chiều. Thì cái ông này á, vừa mở cửa ra thì có một cái người mặc áo khoác màu đen che mặt mũi lại, hất một cái chai axit vô trong mặt của ông. Và ông nằm ra đó, ông giãy giụa liền. Và ông tìm mò tới cái phone, ông bấm 911, ông cấp cứu. Thì bác sĩ nói với ông là chỉ cần chậm trễ 10 giây thôi là coi như cặp mắt ông đuôi. Và quý vị biết là ông phải chữa cái mặt của ông bằng cách là lóc hết những cái da ở dưới chân để đắp lên trên cái mặt của ông trở lại. Từ những cái gì? Từ những cái ghen ganh mà ra. Cho nên á, cái ái dục đó nó làm che mất cái lý trí của mình, cái trí tuệ của mình, và con người sẵn sàng nhúng tay vào tội lỗi nhiều lắm, phải không? Ở đây thỉnh thoảng mình cứ nghe những cái tin tức như vậy. Giống như một cái cô nào ở bên Mỹ mà sẵn sàng giết hai đứa con để chỉ vì chạy theo cái tiếng gọi của tình yêu thôi. Mà thật sự ra cái đó đâu phải yêu. Mà nếu có yêu đi nữa thì cũng mù quáng, không có thấy. Đó, cho nên cái ở đây là cái câu chuyện mà bốn vị Bồ Tát ở trên, bốn thánh ở trên rồi giả xuống để mà thử lòng đó, là bố nói lên cái dục nhiễm trong phái đoàn, ai còn ai bớt, thì lúc đó mới phát giác ra là sao? Trư Bát Giới là người còn chứ chưa hết. Mà thậm chí ông nói nếu mà ba cô kia không chịu lấy con thôi mẹ lấy con đi. Bà kia bà mới nạt, nó cái thằng mặt heo dám hổn với mẹ vợ. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái ái dục nó khởi lên rồi thì sao? Mất hết. Cho nên nó mới tượng trưng ra hình một con thú. Trong lục đạo luân hồi á, cái loài mà sanh vào loài thú là cái loài sống mà không có biết bất kể tôn ti trật tự, không có kể gọi là luân thường đạo đức. Cho nên Trư Bát Giới hiện thân ra hình một con heo, một con thú, là để tượng trưng cho cái dục nhiễm mà bất chấp. Thậm chí nói bà đó, bà hỏi vậy, ngươi không cần hỏi thầy ngươi, thôi khỏi hỏi, bất quá ổng chỉ thầy tôi thôi chứ ổng có sanh đẻ gì tôi đâu mà hỏi. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái hình ảnh cái con heo ở trong cái chuyện để tượng trưng cho một con người sống mà không có cái trí, không có lý trí, bất kể, bất chấp. Thì sáng hôm đó khi mà siết chặt Trư Bát Giới rồi đó, thì họ mới đem treo Trư Bát Giới ở cái gốc cây đằng xa xa nào đó. Thì lúc đó bốn thầy trò ngủ dậy,
thì thấy nhà ai đâu, các thánh thử lòng mình đó. Thì vừa dứt lời, tâm tạng nghe đằng xa xa có tiếng sư phụ ơi cứu con, sư phụ ơi cứu con. Thì lúc đó mò tới thì thấy Trư Bát Giới đang bị treo toàn ten trên cây. Và trong truyện còn kể Ngộ Không còn kêu gẹo Trư Bát Giới, nên nói ủa chàng rể quý, sao không ở nhà hưởng phước mà ở đây. Thì khi mà bốn thầy trò tiếp tục đi trên đường thì gặp một cái núi tên là núi Vạn Thọ. Ở trên núi Vạn Thọ đó có một cái sơn trang, một cái miễu, một cái đền của ông tiên cao tuổi đạo trong tiên đạo. Thì cái trấn đó tên là Ngũ Quán Trang. Thì khi mà đi đến cái đền đó đó, thì ở bên chùa nó có một cặp đối. Câu đối như thế này: trường sanh bất lão thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân gia. Có nghĩa là cái ông này ông khoe, ông nói rằng cái phủ của tôi, cái phủ là cái chỗ tôi ở đó, cái phủ của tôi là cái nơi gọi là trường sanh bất lão. Ý ông khoe như vậy đó, trường sanh bất lão thần tiên phủ, phủ này là phủ của thần tiên, sống trường sanh bất lão. Bên này ông nói một câu: giữ thiên đồng thọ đạo nhân gia, tức là cái nhà này là nhà của những người sống mà bằng với tuổi trời. Giữ thiên đồng thọ tức là cùng với ông trời đồng tuổi thọ. Đây là nhà của một người, của những người sống. Câu nói hết sức là cao, phải không? Thì lúc đó Sa Tăng nói: sư huynh, gọi Ngộ Không, sư huynh đọc cái câu đối này nè. Đọc xong rồi cái Ngộ Không mới nói: thiệt là phách láo. Mà đúng trong truyện á, Ngộ Không còn nói: ngày xưa ta lên tới cái chỗ gọi là đâu xuất của Thái Thượng Lão Quân mà còn không dám để câu này nữa. Cái ông này ở dưới này mà dám nói những cái câu cao ngạo như vậy. Thì khi mà đi vô rồi đó, thì cái ông chủ nhà, ông tiên chủ đó, ông đi rồi, ông đi dự lễ hội đấu trên trời rồi. Còn lại hai đạo đồng tên là Thanh Phong Minh Nguyệt. Thì hai đạo đồng này trước khi thầy đi đó, thầy có dặn là hôm nay sẽ có một người từ ở đại đường đến để thỉnh kinh. Ông này là bạn của ta trong 500 năm về trước. Thì ta hôm nay ở vườn sau mình đó, có quả nhân sâm đó, nó chín rồi. Thì hái hai trái đem vô để ăn, lát nữa mời người bạn cũ của ta ăn cho giải khát. Thì cái cây nhân sâm đó đó, 3.000 năm mới trổ bông, 3.000 năm mới có trái, và 3.000 năm nó mới chín. Thì lúc mà đến đó là đã trải qua 9.000 năm rồi. Thì lúc đó đi vào thì hỏi thăm chút xíu thì thấy trên bàn thờ để hai chữ thiên địa. Thì ông Ngài Đường Tăng á, mới hỏi hai đạo đồng á, là tại sao đây là một cái nơi tiên gia mà không thờ Tam Thánh Tứ Đế mà lại thờ hai chữ thiên địa, là trời đất. Thì cái người mà đạo đồng á mới trả lời rằng ở đây mà thờ địa đó đã vị tình lắm rồi, chứ đúng ra thờ chữ thiên thôi. Vì sao? Vì thầy tôi cũng là một trong những người gọi là có công khai thiên lập địa, cho nên nếu mà thờ là thờ thiên là được, còn địa mà có để tên mà thờ là vị tình mà thờ. Chứ còn Tam Thánh với thầy tôi là bạn bè, còn Tứ Đế là hậu bối, không lẽ thầy tôi đi thờ bạn bè và hậu bối sao? Ngộ Không mới nói: ta tưởng trên đời này có mình lão tôn ta là cái người phách lối, ai ngờ đâu hai đạo đồng này nó còn phách lối hơn nữa. Cho nên mình đừng có, nhiều khi mình thấy ở đời ha,
có nhiều người họ nổ chừng viên pháo, mình đã chê, mình buồn, mình nói trời sao nổ quá. Nhưng mà nhiều khi đi đường sau lâu ngày mình gặp nhiều người còn nổ hơn. Cho nên mình biết có nhiều người á sanh nhầm lò pháo, nhưng mà có nhiều người sanh ở lò đạn, nhưng có nhiều người sanh ở lò đại bác. Thành thử nổ mà nổ không cần biết, nổ không cần biết trên dưới gì hết, đụng ai cũng nổ. Cho nên rồi ông Tôn Ngộ Không trước mặt lão Tôn mà nói giờ dám cao ngạo như vậy. Cứ là có nhiều khi mình biết cái người đó họ nổ, nổ trời thần đất lỡ, nhưng mà mình đâu có nói gì được, thôi kệ, họ thích nổ cứ để họ nổ. Chờ ngay cái vô cái là mình học được bài học nổ này. Ở đây mình nghĩ mình không ai biết mình, thành thử là mình nổ. Và thật sự không có đâu. Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Núi cao còn có núi cao hơn. Mình là người cao nhân thì thế nào cũng có cao nhân hơn mình. Nổ lạng quạng như hai đạo đồng đó là bị Tôn Ngộ Không biết liền. Vô cửa thôi là thấy chữ nổ rồi. À, vô bước vô tới cửa thấy hai câu đối treo là biết nổ rồi. Khi mà kêu Trư Bát Giới đi xuống xin gạo, mượn bếp nấu cơm, ảnh dở nắp người ta ra cái anh thấy có mấy cái miếng cơm cháy là ảnh làm hết. Về bên vách bên kia hai đạo đồng mới bàn thảo với nhau là thầy này là ông thầy mà thầy mình nhắc đó, thôi bây giờ mình mang hai cái trái cây mình tới mình mời đi. Bưng vô cái Đường Tăng đang ngồi tụng kinh vậy đó, cái tự nhiên hai đạo đồng đi vô nói thầy tôi mời thầy ăn nhân sâm. Ông nhìn cái dĩa đó, cái ông giật mình rồi, ông nói trời ơi cái gì mà như con đứa con nít mà nó mới có mấy ngày gì mấy tháng gì đó, thôi tôi không ăn. Cái thì hai đạo đồng mới nói dạ không, cái này là trái cây, mời thầy ăn giải khát. Ông nói rõ ràng là đứa con nít mà trái cây cái gì, dứt khoát không ăn. Hai đạo đồng bưng ra mà chê ông này dại quá, trái cây mà không biết ăn. Cái thì hai đạo đồng ngồi bên vách làm hai trái ăn thế ông khách. Thì lúc đó Trư Bát Giới vách kế bên mà ông thấy ông nghe, cho nên mình mới biết ha, tai vách mạch rừng. Ông đi lên cái ông mới về ông báo cho ông sư huynh, ông biết ông nói sư huynh ở đây có cái trái cây đặc biệt lắm mà hai đạo đồng lén lút làm sao gì đó. Mà cái trái này đặc biệt là phải có cái cây vàng á thì hái mới được. Chứ còn mà nó gặp gỗ là nó héo, gặp đất thì nó mất. Thấy không? Thành thử ra phải hái bằng một cái loại cây. Cái cây giống như cái này mà bằng làm bằng vàng. Ông mới dùng phép, ông kéo cái cây đó, cắp cái cây đó ra ngoài, cái ông khều khều. Ông làm ba trái. Đem vô thì mới mà bưng vô thôi, Trư Bát Giới làm một cái một hết một trái. Vậy mà xây qua còn hỏi, nói với Ngộ Không á, sư huynh cái trái này ăn nó ra làm sao sư huynh? Cái thì Ngộ Không mới nói mi mới làm một trái rồi còn hỏi gì nữa. Ảnh mới nói dạ em thấy em thích quá em làm luôn, em nhai nhanh quá cho nên em cũng không biết được là nó mùi vị ra làm sao, sư huynh chia cho em. Không có được. Chờ mình thấy không? Nó thể hiện từng ly từng tí trong cái đời sống hàng ngày vậy đó. Thì lúc đó thì đạo đồng mới phát hiện ra là ba người này ăn trộm trái nhân sâm, bắt đầu mới đem ra để mà xử tội, gây gỗ nhau. Thì một bên nói là mất ba trái, một bên chủ nhà thì nói mất bốn trái. Tôn Ngộ Không thì nói tôi hái có ba mà làm sao bốn được. Thì lúc đó Bát Giới bắt đầu mới nổi giận lôi đình lên. Thì ra cái ông đại sư huynh này, ông hái bốn trái một mình, ông lụm hai trái, ông chia mỗi người tôi một trái mà nãy giờ ông cứ nhất định là ông hái ba trái, vậy thì ông lụm hai trái rồi phải không? Quý vị thấy á, cho cái lúc nguy ngập rồi mà cũng còn nghĩa là trổ cái sự hiềm khích với nhau vì một cái trái. Thì đến cái đoạn này mình mới thấy Ngộ Không khổ. Tấn công thầy
là Đường Tăng thì bắt nạt đệ tử, tại sao dám ăn cắp? Còn chủ nhà thì cho Ngộ Không là chủ mưu ăn cắp. Rồi thì sao? Rồi thì Bát Giới á, thì hiềm khích tấn công Ngộ Không, nói là ông là sư huynh mà ông ăn hổn ăn tới hai trái. Quý vị thấy một con người mà bị tới ba phía tấn công như vậy làm sao chịu nổi? Cho nên người ta nói là sao, lùa chó mà vô tới vách rồi á thì nó sẽ quay lại nó cắn mình. Khi một con người mà bị tấn công liệt rồi á thì nó phải sao, nó phải vẫy vùng lên bằng cách nó nổi giận, nó lên nó nhảy đi ra ngoài cái vườn của cái cây nhân sâm đó, nó làm gì, nó bứng nguyên cây nhân sâm lên luôn. Thì cái cây nhân sâm đó mà nó rớt xuống đất á là nó mất hết. Cho nên trong cái phim á, trong cái chuyện diễn tả là trái sâm nó rớt, đụng dưới đất biến mất, đụng đất biến mất, một lát cây nhân sâm bứng gốc. À, thì lúc đó là thấy thôi rồi, gây gỗ chưa xong kết chuyện, gọi là ba kiếm ba trái chưa đền nữa mà bây giờ nguyên cây nhân sâm bứng luôn. Thì ở đây mình cũng rút được cái kinh nghiệm, mình lùa người ta đi đến một cái con đường cùng á thì coi chừng mình là người lỗ lã chứ không ai hết trơn. Giống như chủ nhà hai cái đạo đồng này nè, phải không, chọc tức quá thì sao, thay vì mất ba trái mà giờ làm gì, mất cả chì lẫn chài, nguyên cây nhân sâm mất hết. Mình học được chút chỗ đó. Rồi thì khi mà ông thầy ông đi về, ông thầy ông đi về cái thì ông mới bắt ba thầy trò trở về gia trang, ông cột lại và ông hành tội, nói là Đường Tăng làm thầy mà không có nghiêm minh để cho đệ tử ăn cắp. À, rồi mắng các đệ tử là người trong Phật môn lẽ ra không được ăn cắp mà các ông lại phạm giới ăn cắp, vân vân. Ở đây á, cái ngũ quán trang đó là tượng trưng cho ngũ hành. Lúc mà thiên địa khai tích đó, thì có cái vấn đề âm dương. Thường thường đạo nho, theo đạo nho người ta quan niệm cái gì sinh cũng có âm dương hết á. Giống như bằng một ngày của mình là có âm, ví dụ ban ngày mình là dương, ban đêm thì là âm. Thì theo đạo nho là tất cả vạn vật sanh linh trên đời này đều có mặt từ cái âm dương phối hợp. Mà hễ cái gì mà nó sinh á, phải không, cái gì mà nó có nhiều cái thứ phối hợp để mà nó sinh á là nó có tướng, phải không? Mà hễ nào mà nó có tướng á thì một ngày nào nó phải làm sao, nó phải bị hư hoại. Cho nên cái cây nhân sâm ở trong này đó là tượng trưng cho cái pháp hữu vi. Hữu vi, hữu vi là gì? Cái gì mà nó có hình tướng, cái đó gọi là hữu vi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hình tướng thì một ngày nào đó nó phải thay đổi, biến hoại, hư bể. Thí dụ con người mình là hữu vi đó. Tại sao? Có già, rồi chết, rồi thay đổi. Cái bàn là một cái hữu vi pháp. Ở trong danh từ Phật học hay kêu là cái pháp đó, hữu vi pháp. Hữu vi pháp là cái pháp còn thay đổi. Như là cái bông, cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, con người, tất cả cái gì trên đời này có hình tướng, rồi có sự thay đổi, hoại diệt, thì cái đó gọi là hữu vi. Mà cái người có trí tuệ như Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái trí tuệ, thì người trí tuệ phải là cái người bứng đi cái gốc của hữu vi pháp. Cho nên qua cái hình ảnh bứng cây nhân sâm lên, con người mà họ mê đó, thí dụ như con người mình đi chưa tu gì hết á, thì mình chấp gì sao, cái gì cũng thiệt có hết á. Thí dụ như cái nhà cũng thiệt, cái bàn thiệt, cái ghế thiệt, cái mình coi như cái gì nó cũng thật.
Nhưng mà với cái con người có cái sự tu học, có trí tuệ, có sáng suốt, thì họ sẽ thấy cái này nó có, nhưng mà nó là giả có, nó không có thiệt. Một ngày nào đó nó sẽ mất. Thấy cái này là cái pháp hữu vi. Cho người trí thấy nó hữu vi, cho nên lỡ rớt xuống nó bể nó mất cũng bình thường. Bất nếu mà có chưa giỏi lắm thì cũng còn xích xo thương tiếc nó một chút, nhưng mà không có để cho nó làm cho mình đau khổ lâu ngày, là bởi vì mình biết nó là pháp hữu hữu vi. Cho nên với cái người mà còn thấy có cái hữu vi cho nên đau khổ, còn người có trí tuệ có thể bứng gốc cái pháp hữu vi. Cho nên trong kinh Kim Cang có câu như thế này, ở cuối bài kinh: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả cái pháp hữu vi nó như là mộng. Mộng là sao? Không có thiệt. Tỉnh giấc thì cái mộng nó không còn, gọi là như mộng. Như huyễn là giả. Nó là giả, nó không có thật. Như mộng, huyễn, bào là gì? Bào là bọt nước. Nó như bọt nước vậy thôi. Nó có rồi cái nó bể, nó mất. Như ảnh là như bóng. Nó như cái bóng phớt ngang, không thấy. Nhất thiết hữu vi pháp là tất cả các cái pháp hữu vi. Phải không? Như mộng, như huyễn là giả, như bào là bọt, như ảnh là bóng. Như lộ là như xương, tại vì xương mà nó đậu ở trên cái ngọn cỏ, ngọn hoa gì mà nắng lên thì xương nó mất. Như xương phải không? Như lộ, lộ là xương đó, như lộ. Diệt như điển, cũng giống như điện chớp trên trời. Nó một cái chớp xoáng, cái chớp lòe, chớp một cái rồi thì nó liền mất. Phải không? Thì con người mình phải thường xuyên quán như vậy, gọi là ưng tác như thị quán. Phải thường xuyên quán như vậy, quán tất cả sự vật trên đời này, mà trong kinh Phật học, danh từ Phật học thường hay gọi là các pháp. Cái pháp ở đây là những cái hiện tượng vật chất. Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả cái pháp nào có mặt trên đời này cũng đều như là mộng, huyễn, bọt, bóng, như xương, như chớp lòe. Chúng ta phải thường thấy cái đó. Thấy cái đó để làm gì? Thấy cái đó để tự tại. Cho nên á, cái trí tuệ vô ngã của Tôn Ngộ Không á, có khả năng là bật gốc cây nhân sâm. Cây nhân sâm đây là tượng trưng cho cái pháp hữu vi nha. Còn Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái trí. Người có trí bật được cái gốc đó. Cho nên người có trí là thấy được cái thật tướng của các pháp. Thí dụ như mình nhìn vô cái bình hoa, mình biết bây giờ nó đang tươi, nhưng mà thật sự ra một ngày nào đó rồi thì nó cũng heo. Đó, cái hoa đó là hữu vi pháp đó. Vì cái hoa đó nó không có tồn tại. Thậm chí cái hoa giả cũng không có tồn tại, vì để một thời gian rồi nó cũng mục rã hư hết. Bụi bặm nữa là khác, rồi gây thêm bệnh allergy nữa. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên á, hiểu thì hiểu như vậy, nhưng mà cái tập khí sinh tử còn, cho nên phải chịu hệ lụy. Giống như là phái đoàn bốn thầy trò bị ông tiên nó bắt cột lại hết. Giống như mình nè, mình nói ví dụ bây giờ mình nè, mình hiểu cuộc đời này là như xương như điện chớp không? Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà mình có thoát được không? Không, vẫn còn hệ lụy nó. Biết là biết vậy, nhưng mà nó tới thì vẫn sao? Vẫn đau khổ, vẫn buồn. Mặc dù nói là không đau khổ nhiều, nhưng mà chắc cũng dây dẳng 3 ngày 5 bữa gì đó, chứ làm sao dứt được. Cho nên vẫn còn,
gì cái tập khí sanh tử mình, cái tập khí đó vẫn còn chứ không hết. Bây giờ thậm chí mình nói ôi mình bây giờ là có định phong đơn rồi ha, ai muốn khen muốn chê gì mình không có buồn, nói vậy thôi. Nhưng mà người ta khen mình coi, mình hớn hở hơn là người ta bùi, ta chê chứ. Đó là một sự thật. Cho nên cái tập khí mà vẫn thích khen, không thích chê của mình nó vẫn còn. Cho nên mình vẫn còn ít nhiều hệ lụy. Giống như phái đoàn bốn thầy trò bị ông tiên đó, ông đứng ở trên, ông hù gió một cái tay áo mở rộng ra, thu hết bốn thầy trò vô đó, đem về cột vô trong bốn cái góc cột. Quý vị về mở phim coi lại biết. Quý vị hiểu ý không? Đó, mình hiểu là hiểu như vậy thì vẫn còn hệ lụy. Cuối cùng á, phải cầu đến Bồ Tát Quan Âm. Đức Quan Âm mới xuống cầm cái bình nước rải lên cây nhân sâm, phải không? À thì cây nhân sâm sống dậy. Cái nước cam lồ này là nước gì? Nước cam lồ này là tượng trưng cho cái nước từ bi, nước trí tuệ của một bậc Bồ Tát. Cái người mà sống chết, đã chết rồi mà vẫn làm sống lại, phải không? Ý muốn nói là cái người gì? Cái người tự tại. Giống như ai mới có khả năng làm cứu sống được cây nhân sâm? Chỉ có Quan Âm Bồ Tát thôi. Tại vì Quan Âm Bồ Tát còn có một cái tên là Quán Tự Tại. Cái người mà vượt thoát đau khổ chỉ có người tự tại. Mà muốn tự tại được thì phải là người người quán. Không quán sao tự tại? Cho nên trong cái hồi nãy mình nói đó, ưng tác như thị quán là phải thường quán các pháp như mộng, là giả, là bọt, là ánh. Phải thường thấy nó để một mai nó có mất thì tự tại. Không quán thì làm sao tự tại? Nhờ có quán cho nên mới tự tại. Nhờ tự tại cho nên chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Cho nên cây nhân sâm chết rồi mà sống lại. Và trên thế giới, trong cái vũ trụ này, nói mất chứ thiệt sự nó đâu có mất. Nó cho nên cái trái nhân sâm mà rớt xuống đất biến mất tiêu thì tới hồi mà phục hồi thì nó làm sao? Nó giọt lên, nó nhảy lên trên cây hết. Có mất đâu đâu. Đây đây này, cầm ly nước ha. Uống một hụm, nó vơi đi cái ly mình, nó mất. Mà thiệt sự nó mất ở đâu? Nó mất ở đây nhưng mà nó sanh ở đâu? Sanh trong bụng. Nó đâu có mất ở đâu, trên cái pháp giới vũ trụ này nó không có mất đâu hết á. Chẳng qua bưng chỗ này để chỗ khác cái mà nó mất. Không thấy cái mình gọi là mất. Với con mắt sinh diệt của con người thì mình có thấy, có mất, có còn, chứ thiệt sự ra không có sanh diệt gì hết. Đà, thí dụ như ngày hôm nay Pháp Hòa ngồi đây thì quý vị thấy có còn. Vì vậy thì Pháp Hòa đã vắng mặt hết ở bên Mỹ, bên Úc gì không có mặt. Nhưng mà tháng sau bay qua Mỹ thì sao? Vắng ở đây, vắng ở đây mà thiệt sự đâu có vắng, nó hiện chỗ khác. Rồi vắng ở chỗ khác thì đâu có vắng ở đâu đâu, nó hiện ở đây, không mất đâu đâu. Giống như bây giờ mình mà không còn thở nữa cái kêu chết, rồi đem chôn, đem thiêu, kêu mất. Mà thiệt sự mình mất ở thế giới này, nhưng mà mình ở đâu? Ở thế giới khác. Tùy nghiệp mà vãng sanh. Tùy nghiệp vãng sanh, tùy nguyện vãng sanh. Mình gây nhiều nghiệp ác quá thì nghiệp đó nó đẩy mình đi chỗ xấu xa. Còn nếu mà vì mình tu hành mình nguyện, thôi thế giới ta bà độ nhiêu đủ rồi, đi chỗ khác độ, gọi là tùy nguyện vãng sanh. Cho nên mình mới đụng cái bài hộ pháp trước khi mình dứt thời kinh đó: tùy sở trụ xứ thường an lạc. Người mà có tự tại rồi ở chỗ nào cũng an lạc hết. Tùy sở trụ xứ, tùy theo mình thích ở chỗ nào cũng đều có an lạc. Rồi cái người mà thấy được như vậy rồi cũng không cần bắt buộc bữa nay phải ăn cái này, ngày mốt phải ăn cái kia, không cần. Tùy sở ăn uống thường an lạc. Quý hiểu ý không? Cho nên cây nhân sâm nó mất, nó rớt xuống đất, nó mất tiêu, cái thì quýnh quán lên, giận dữ lên cho là mất. Mà tới hồi mà cái trí tuệ của người tự tại rơi xuống nó rồi thì sao? Nó biến lên trở lại. Đó, mình phải thấy với con mắt bình thường của mình thì mình thấy có sanh có diệt. Với con mắt của người thấy đạo, hiểu đạo, tu đạo, chứng đạo thì nó là sao?
không sanh không không diệt, tử rồi sanh, sanh rồi tử, có gì hết, bình thường. Đó, ví dụ như là mình đây nè, mình nhìn cái ly nước này nó sạch phải không? Sạch không? Sạch, thật sự đâu có sạch. Tại vì mình với con mắt bình thường mình nhìn mình thấy nó trong veo, vậy mà kêu nó sạch. Chứ bây giờ mà lấy cái kính hiển vi mà rọi vô đây thì sao? Vi trùng không? Rồi đó, bây giờ nó là kính hiển vi. Chứ bây giờ với cặp mắt trí tuệ nhìn khỏi cần kính hiển vi nữa. Cái nước này nó từ đâu ra? Nó từ ở cái chỗ mà người ta lấy tất cả nước tiểu, nước dơ gì đó ra đó, rồi nó đi qua bao nhiêu cái máy lọc, nó lọc bao nhiêu trận rồi ra cái ly nước này. Rồi cái mình không thấy gì hết, cái mình kêu nó sạch. Chứ thật sự nó từ nước dơ mà nó ra đây nè. Nó từ nước lọc, nước tiểu, không phải của mình không đâu, của bá gia bá tánh trong này nè. Trong một ly nước này nó đủ thứ nước của bá gia bá tánh nè. Chứ đừng nói là vậy. Cho nên trong kinh Phật mới nói là sao? Trên Bát Nhã đó, không dơ cũng không sao không sạch. Tại vì mình không thấy, mình kêu nó là sạch. Với con mắt rất là bình thường, rất là hạn hẹp của mình nhìn thì mình cho nó là sạch. Mà bây giờ nếu con mắt mình mà nó tỏ hơn cái thì mình thấy nó là sao? Nó dơ. Bây giờ nói ví dụ nha, quý bác là lờ mờ, nhiều khi đồ ăn nó có tóc đâu thấy gì, ăn ngon lành, nhưng mà mong mắt Pháp Hòa nó tỏ hơn quý bác một chút, thì mỗi lần mà gấp lên ăn cái trời ơi, cái gì lông nheo của ai vậy? Vậy thì đó, bây giờ thì với con mắt người tỏ hơn thì thấy có gì, có cái dơ trong cái món ăn, mà với con mắt của người mờ hơn thì sao? Không thấy. Cho nên không có dơ cũng không có sạch, chẳng qua là tùy theo cái độ nhìn của mình thôi. Thấy được như vậy thì mình ưa tài. Cho nên giống như là cây nhân sâm chết rồi mà có khả năng phục hồi trở lại. Trong cái nhìn mà hiện tượng đó mình thấy có sanh có diệt rồi nha, nhưng mà con mắt trí tuệ là bất sanh bất diệt. Đối với các bậc Bồ Tát, ta thấy tử sanh là trò chơi cút bắt. Chứ chú bắt là sao? Mất chỗ này thì nó hiện chỗ kia vậy thôi. Cho nên á, ở đây đó mình mới biết á, là cái mình tóm lại đó, cái vô sinh nó nằm ngay nơi cái sinh diệt. Giống như nãy Pháp Hòa nói ly nước vậy đó, thấy không? Mình uống một miếng nước thì mình thấy ồ, bây giờ ly nước này nó đã sinh diệt rồi, nó tức là không còn đầy nữa. Nhưng mà thật sự ra nó đâu có sinh diệt gì đâu, nó chỉ là sao? Biến thể thôi. Cho nên cái chân tướng của cuộc đời là cái tướng không, nó có mặt nơi cái tướng ngã. Đây, cái ly này là một cái tướng này, mình nói đây là cái ly, nhưng mà thật sự ra thật tướng của cái ly này là vô tướng, không có cái tướng ly. Chẳng qua là miễn đầy đủ gom góp lại rồi đựng được ly nước này kêu cái ly. Mà hễ mà nó rã ra rồi thì mình đâu có kêu là, đâu có ly nữa đâu, kêu là rác, kêu là miễn, bỏ thùng rác, phải không? Cho nên ngay nơi cái tướng, có một cái tướng này, mình thấy rõ nó là vô tướng, không có cái tướng thật. Cái thật tướng của tất cả mọi sự vật trên đời này là vô tướng, không có tướng thật. Giải thoát có mặt ngay trong cuộc đời. Cuộc đời này đủ thứ hệ lụy hết, nhưng mà nãy giờ mình nghe mình hiểu vậy mình giải thoát không? Không giải nhiều chắc cũng giải ít. Tức là cái sự ngay trong cuộc đời ràng buộc này, mà nếu chúng ta thẩm thấu nó thì nó cho mình cái gì? Nó cho mình cái giải thoát. Cho nên là trong kinh có câu á, mình là đi ngược lại không à. Ngay nơi cảnh giải thoát thì mình lại sanh ràng buộc. Mình đi ngược không à. Các ngài dạy mình là ngay trong ràng buộc thì phải có giải thoát. Còn mình đi ngược lại, chạy đi tìm cái giải thoát mà vô được gặp cái giải thoát rồi cũng tự buộc tự ràng. Ngay nơi cái vui, cái vui á, nó có ngay nơi cái khổ. Thí dụ như á, bây giờ mình ghiền thuốc nha,
Rồi giờ mình tập bỏ thuốc á, trời, những ngày đầu nó khổ không? Khổ lắm, rất là khổ. Nhưng mà cái khổ đó nó lồng lộng cái gì? Lồng lộng cái vui. Tại vì khi mà qua được cái cơn hoành hành của ghiền thuốc rồi thì mình là con người tự do, không bị điếu thuốc đó nó làm khổ mình nữa. Đó, trong cái khổ nó có cái vui. Nhưng mà coi chừng, trong cái vui nó cũng có cái khổ. À, ngồi đánh bài thích lắm phải không? Nhưng mà ai biết được, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sao thôi, mà cũng chẳng cần vài tiếng đồng hồ, một ván mà thua ra là cái túi mình nó bớt đi rồi. Một lát chừng 2 tiếng đồng hồ sau là 10 mấy ngàn đi như chơi. Rồi hết tiền mặt rồi bắt đầu cà thẻ, rồi thậm chí còn mượn tới những người cho vay lấy lời cao nữa. Cho nên đó, cái mà chúng ta gọi là vui thì nó lại lồng lộng cái khổ. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói một câu hồi nãy đó, Tổ Quy Sơn mới nói đó, mình mà ăn xong rồi mình tụ năm tụ bảy lại, mình nói toàn những chuyện thế gian, gọi là đảng thuyết nhân gian tạp thoại, đâu có biết nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, đâu có biết một lần ngồi đó vui bất tri lạc thị khổ nhân, đâu có biết ngay cái chỗ đó là cái khổ đâu. Nẵng kiếp tuấn trần, hết năm, nghĩa là hết một kiếp này qua kiếp nọ, vị thường phản tỉnh, cũng chưa một lần nào tự mình phản tỉnh lại mình. Mình lại để cho thời quan yểm một, từng giây phút nó đi qua, tuế nguyệt tha đà để cho năm tháng nó đi qua, thọ dụng thì ân phồn, hưởng thụ thì rất nhiều, thí lợi nùng hậu, vân vân. Cho nên những cái lời dạy của Tổ Quy Sơn nó rõ ràng ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có ai thắc mắc gì hai cái đoạn vừa rồi Pháp Hòa nói không? Cái đoạn bốn thánh thử lòng phàm, rồi cứu cây nhân sâm, cái nạn ở cây nhân sâm. Quý vị có hiểu được cái chỗ Pháp Hòa muốn nói là hữu vi không? Hữu vi ha. Thì có nhiều người họ không có hiểu cái chữ hữu vi đó, thì mình giải thích như vậy cho rõ là hữu vi là mình hiểu đơn giản như vậy. Cái gì mà nó còn có hình tướng là nó phải bị chi phối bởi sự sanh diệt. Mễ còn sanh diệt thì còn gọi là pháp hữu vi. Là đối ngược là hữu vi là gì? Là vô vi. Phải không? Đối ngược chứ, hữu vi là vô vi. Vô vi là nó không có còn chi phối. À, nhưng mà mình phải biết á, là mặc dù Đức Phật là người thấy rõ thực tướng của cuộc đời, nhưng Đức Phật vẫn sao? Vẫn đi theo một cái rất bình thường của cuộc đời là sanh, già, bệnh, chết. Phải không? Nhưng mà tự tại. Cho nên trong đạo Phật mình có một cái danh từ gọi là, nếu người mà không, cái người mà họ không hiểu đạo á, thì họ gọi là sanh tử bì lao. Còn cái người mà hiểu đạo rồi thì gọi là khứ lai tự tại. Hai cái tử đó. Cái người mà chưa hiểu đạo đó thì họ cho cái chuyện sanh tử đau khổ dữ lắm à, gọi là sanh tử bì lao nè, sanh tử bì lao. Nhưng mà mình mà hiểu được rồi đó thì mình là khứ lai tự tại. Khứ là gì? Khứ là đi, lai là đến, đến đi tự tại. Giống như con chim nó bay ngang mặt hồ, vì mặt hồ là có nước cho nên chim, bóng của chim chìm xuống nước.
Rồi chim bay qua khỏi mặt nước rồi thì nước cũng không có bóng chim. Mà lúc bay qua chim không có cố tình để lại cái bóng, chẳng qua ở dưới này có nước, tôi là một cánh chim thì nó ẩn cái bóng tôi. Tôi đi qua rồi tôi không có muốn lưu, mà thủy cũng chẳng, nước cũng chẳng muốn lưu bóng tôi. Quý hiểu ý không? À, cho nên gọi là gió lay cành trúc la đà, gió qua mà trúc giữ, gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Có một vị thiền sư tặng một câu cho một vị học trò khi mất. Vị thiền sư viết một cái câu đến tặng cho cái đám tang một người học trò. Đến đi tự tại ngươi, à đến đi mặc kệ ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại. Đó là một cái câu nói tùy sở trụ xứ thường an lạc đó. Một người mà đạt đạo họ thấy vậy đó. Đến đi tự tại ngươi, đến đi mặc kệ ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại. Giống như một vị thiền sư đang ngủ, thấy mây bay đẹp quá, ông muốn kéo mây lại chơi mà ông biết đâu có làm được. Trời ông nói gì, kìa mây bay trên núi, ô đến cho thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay, tôi bận ngủ, mây bận bay, hai người cứ làm việc của mình. Mây thì phải bay, người thì có ăn có ngủ, mà bây giờ tôi đang bận ngủ thì tôi phải ngủ, còn mây cứ bay, không cần giữ. Mà mình thấy được như vậy rồi á, thì giống như là cây nhân sâm mà có chết rồi thì nhờ cái nước tự tại trí tuệ đó rải xuống, sống dậy cây nhân sâm. Ở đây cây nhân sâm mà nói theo thời xưa đó là họ còn muốn nghĩa là nói lên một cái ý là con người hay bị một cái xã hội phong kiến của Trung Hoa đặt để con người phải như thế này thế kia, nghe không? Gọi là phu, gọi là xuất giá thì tùng phu, rồi gì nữa, tại gia thì tùng phụ, xuất giá thì tùng phu, phu tử tùng tử, gọi là tam tùng đó. Pháp Hòa hay đùa nói gì tan tùng và tan tành đó. À, còn sống ở nhà nghe lời cha mẹ, chết sao gả ra rồi thì nghe lời chồng, chồng chết nghe lời con. Cho nên đặt như vậy ai mà đi ngược thì gọi là không được, nghe không, gọi là người đó không có đạo đức, phải không? Rồi con người gọi là phải có tam can ngũ thường, thí dụ vậy. Cho nên á, cái ông Ngô Thừa Ân á, lúc đó ông có cái tư tưởng là cái xã hội Trung Hoa lúc đó đặt để cho con người không có cái nhân bản. Nhân bản con người là phải như thế này, phải như thế kia. Cho ông muốn đem cái nhân bản của đạo Phật lên. Ông nói nhân bản của đạo Phật là gì? Con người có khả năng thành Phật, chưa có ai dám nói điều đó. Vì sao? Bất kỳ một tôn giáo nào cũng có một cái ông cao tột nhất, và tất cả mọi người phải thần phục cái ông đó. Không làm, không nghĩa là anh có tu, anh có làm gì thì làm, nhưng mà anh cũng dưới một người đó. Hiểu ý không? Rồi anh thờ phượng ông đó đi, rồi mai mốt anh chết á thì anh được đi, ông đó kéo anh về trên kia ở. Đạo Phật không nói cái chuyện đó. Cái nhân bản của đạo Phật là đem con người lên ngang bằng như nhau, và ai cũng có khả năng giống nhau. Nhân bản của đạo Phật là như vậy. Cho nên ông Ngô Thừa Ân, ông sống trong một cái xã hội phong kiến như vậy đó. Vua rồi phải như thế này thế kia. Cái nhân sâm là tượng trưng cho cái nhân phẩm của thời đại phong kiến đó. Mà ông muốn bứng nó lên đi, ông muốn lấy cái trí tuệ của đạo Phật bứng cái nhân sâm, bứng cái cách nhân bản của người Trung Hoa đang nhìn vào thời đó, phải làm lại. Cho nên nhờ đức từ của Quan Âm rưới xuống. Rưới, tại sao gọi là từ bi? Mình mà có tình thương đối với nhân dân mình á, thì mình sẽ cho nhân dân mình cởi mở, có một đời sống nó khác đi. Cho nên cái dành dương của Đức Quan Âm rưới xuống, và cái nhân sâm sống vậy. Đầu tiên là nhờ đức cái trí của đạo Phật bứng những cái mà đặt để, thấy không? Gọi là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh tao mới được phần thanh tao. Ông Ngô Thừa Ân, ông không muốn cái đó.
Ông muốn mượn cái trí tuệ của đạo Phật làm nên cái chuyện đó, cho bứng cái nhân sâm. Cái nhân sâm để tượng trưng cho cái gì? Cái bắt con người thời đó phải như vậy, lấy cái trí đó bứng đi. Nhưng mà làm sao cho nó sống dậy? Bứng không có nghĩa là làm gì hết, chỉ chuyển nó thôi. Cho nên mình sống trong đời cũng vậy, đừng có bắt ai y hệt như cái của mình thì về quá ra máy móc. Mà mình cũng thí dụ như cái người đó họ không hay, cũng chẳng cần phải bứng họ ra khỏi cái vùng đại địa của mình, chuyển họ đi. Cho nên đạo Phật cái quan trọng á không phải là giết người đi thì ta ở với ai. Quý vị nhớ cái bài đó không, của Phạm Duy á, kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Cái quan trọng là chuyển cái tâm của người đó, chuyển cái nghĩ của người đó, cái tư tưởng của người đó mới hay. Chứ còn chuyển cái bề ngoài của họ ai chuyển không được. Quý hiểu ý không? Cho nên chuyển là chuyển cái tâm thức, chứ không phải chuyển con người. Đó, Pháp Hòa muốn nói hai mặt. Hồi nãy mình nói về cái mặt nhìn của đạo Phật, rồi bây giờ sau này mình nói ông Ngô Thận còn có một cái ý khác, là muốn thay đổi. Đừng có để cho cái định kiến đó bắt con người phải vô khuôn như vậy. Vô khuôn mà tự tại. Giống như xứ này nè, kêu là xứ tự do, nhưng mà thiệt sự có tự do không? Có tự do, nhưng mà ai cũng happy với, ai cũng rất hài lòng với cái kiểu này hết trơn. Tại vì sao? Anh có tự do nhưng mà đừng làm sai luật. Rõ ràng không? Anh có quyền xây nhà cửa nếu anh có tiền, nhưng là miễn anh làm đúng luật là anh có cái nhà nợ. Tự do nhưng mà không có sai luật. Mình cũng phải vậy. Thôi mình đến đây thôi, mình sẽ tiếp tục kỳ sau. Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Tây Du Ký theo dấu chân của ngài Đường Tăng qua Ấn Độ kỳ thứ 8. Có một hôm mấy thầy trò Đường Tăng đi trong rừng, thì có một cô thiếu nữ hiện ra nói rằng tôi đem cơm cho chồng của tôi đi làm, nhưng mà Đường Tăng thì tưởng thật, Sa Tăng Bát Giới tưởng thật, nhưng mà chỉ có Tôn Ngộ Không nhìn là biết là yêu tinh. Cho nên một lát sau thì, mà trước khi đi dò đường đó, là Ngộ Không đã vẽ một cái vòng cho ba thầy trò ở trong đó, tức là Đường Tăng, Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới ở trong đó, và dặn là đừng có ra khỏi cái vòng đó. Thì lúc đó con cái cô thiếu nữ này tới gần thì bị cái hào quang của cái vòng đó dội trở ngược lại. Thì ba thầy trò giật mình lại, kêu yêu quái, yêu quái. Thì cái cô thiếu nữ này cũng tương kế tụ kế, nói dạ yêu quái, yêu quái. Thì nó bắt đầu mới kể là tôi đi đưa cơm cho chồng vậy. Thì một lát sau thì muốn vồ tới, không phải vồ nhưng mà muốn mượn cái tình cảm của ngài Huyền Đường Tăng để mà hại. Thì Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết cái con yêu tinh đó. Nhưng mà với cặp mắt của Huyền Đường Tăng á, thì Tôn Ngộ Không đã phạm tội sát sanh vì đánh chết một người lương thiện. Sau một lần đánh chết rồi thì đi một đoạn thì gặp một bà già kêu đi trong rừng, kêu con ơi, con à, con ở đâu? Thì ngài Đường Tăng gặp mới hỏi rằng cụ bà đi tìm ai. Thì mới nói là tôi có đứa con gái, nó mang cơm cho chồng nó, mà sao đi tới giờ này chưa thấy về. Cho nên rồi cũng
Lúc đó Đường Tăng mới hối hận, mới thú thiệt là con gái của bà đã bị đệ tử tôi đánh chết rồi. Thì bà già đó, bà giận quá, bà nói kẻ tu hành tại sao lại dám sát sinh. Thì bà mới vồ tới thì bị Tôn Ngộ Không một gậy nữa đánh chết bà già đó hai lần. Thì lúc đó Đường Tăng rất là giận và bắt đầu niệm chú. Và khi mà niệm chú như vậy thì đòi phạt. Thì Ngộ Không mới năn nỉ: nếu trên đường đi rất là nguy hiểm, không có con thì thầy làm sao mà đi tới được Tây Phương Thỉnh Kinh. Năn nỉ một hồi thì Đường Tăng mới xuôi lòng và nói rằng: ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu mà ngươi còn sát sinh, ngươi còn giết người nữa thì ta sẽ đuổi ngươi. Thì lúc đó đi đến một cái ngôi nhà thì có một ông già đang lâm râm ngồi niệm Phật. Thì Đường Tăng mà tu hành mà thấy ai niệm Phật thì thích lắm, nói: trời ơi, một ông lão đang ngồi hướng Phật rất là thành tâm, thôi thì ta đến đó. Thì đến đó thì Tôn Ngộ Không nhìn một cái là biết liền. Thành thử ra mới hỏi vậy chứ: đạo ông lão ngồi đây niệm Phật, nói tôi đang ngồi đây chờ vợ và con gái tôi về. Thì lại làm cho ngài Đường Tăng lại càng khó chịu hơn nữa, gặp ngay cái người mà đệ tử mình đã giết hết hai người thân của họ luôn. Nhưng mà cũng không có cách nào hơn, phải nói thiệt với Đường Tăng là ngồi thiền. Lúc đó phải nói thiệt là đệ tử của tôi đánh chết vợ với con của ông rồi. Thì lúc đó ông cũng sân si lên ông ấy, thì Ngộ Không đánh chết một lần nữa. Thì lúc đó ngài Đường Tăng mới la lên: nghịch đồ, nghịch đồ, nghịch đồ, tức là người đệ tử mà ngỗ nghịch á, không có nghe lời. Thì lúc đó niệm chú rồi lên dữ dội lắm và nhất định đuổi đi. Thì quý vị biết ba cái người mà giả ra đó không có ai khác, chỉ là một người thôi. Nó có cái tên là Bạch Cốt Tinh. Bạch là trắng, cốt là xương, tinh là con yêu tinh mà không có cái hình tướng, nó chỉ có bộ cốt, bộ xương thôi. Vì nó có một bộ xương thành nó muốn giả ai cũng được, ý muốn nói như vậy, phải không? Cho nên á, ba cái lần mà đánh chết đó là để tượng trưng cho một cái người hành giả. Khi mà có cái trí tuệ đó thì phải vận dụng và khử trừ ba cái độc tham sân si. Thường thường á, mình mà đợi nó hiện nguyên hình thì nó muộn rồi, phải không? Đa số là mình để cho nó phừng phừng lên rồi bắt đầu mình mới hối hận. Nhưng mà nếu mà đợi mà hiện nguyên hình mà Đường Tăng hối hận á, thì coi như là đã xong chuyện rồi. Ở đây muốn nói á, cái người tu á, không phải chỉ trừ khử nó khi nó khởi, mà khi nó hiện hình, mà khi cái tâm nó vừa khởi thôi là phải lập tức nhận diện nó và dập tắt nó liền, giống như Ngộ Không vậy đó. Không để ba con yêu tinh nó nguyện hiện nguyên hình, hiểu không? Tức là khi mà nó cải trang qua một hình tướng khác là cái tâm mình phải biết, cái người trí phải thấy rõ. Cho nên nhiều khi cái tham á, nó trá hình mà mình không biết, nó trá hình mà mình không hay. Thí dụ như là mình nói, thí dụ như là mình nói là mình tham bố thí, mình nói vậy đi. Nhưng mà mình đâu có làm cái tiền của bố thí một cách trong sạch. Mình làm những cái chuyện gì mờ ám để có cái tiền đem đi bố thí, mình nói ví dụ vậy. Thì mình cứ nghĩ rằng cái việc làm đó là đúng, nhưng mà thật sự đó là một cái tham mà nó trá hình. Trá hình bằng cách nào? Nó an ủi mình, nó thôi dù sao đi nữa cũng còn biết bố thí đỡ hơn, nói vậy đó. Quý vị có hiểu ý không? Rồi nhiều khi cái sân, cái si của mình cũng vậy. Thí dụ như mình si mê một cái chuyện tình cảm, rồi người ta khuyên mình, cái mình tự an ủi mình nói như vậy chứng tỏ mình là một kẻ chung tình, cho nên mình phải thương một cái người đó đeo đuổi hoài. Nhưng mà thiệt sự ra đó là một thứ si. Si là khi không có thấy rõ. Không phải một cái chuyện đó không, mà trên đời, trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy.
cái tham, cái sân, cái si á, nhiều khi nó qua một cái hình thức khác mà mình không biết. Bây giờ mình nói ví dụ một cái nhỏ nữa thôi. Ví dụ như giờ mình mỗi lần mình tụng kinh, mình lại mình nguyện Phật tùm lum tà la hết trơn á, có phải là một hình thức tham không? Nó cũng còn đó, phải không? Nhưng mà trên cái phương diện phương tiện thì mình nói không sao. Cái tham mà tham nguyện cho mình được tinh tiến tu học, mình để mình có trí tuệ rồi này kia kia nọ, thì nếu mà đứng trên cái tột cùng mà nói, mà hễ còn xin còn van còn cầu thì một hình thức tham, nhưng mà nó không đến nỗi. Ở đây mình muốn nói đến cái chỗ tột đó thì mình phải nói như vậy đó. Còn thí dụ như mình, cho nên á, còn cái vòng mà Ngộ Không mà vẽ ra dặn ba thầy trò, đó là cái cương giới của mình. Thí dụ như ngày hôm nay nè, mình tu Bát Quan Trai á, là mình phải đi về chùa, phải không? Rồi mình ở trong cái cương giới của mình là cái phạm vi chùa, để làm chi? Để nó tránh bớt đi những cái chi phối ở bên ngoài. Đó, rồi mình về đây á, mình bớt tiếp xúc bằng phone. Đó, rồi mình ăn chay, mình mặc áo tràng, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe giảng. Tất cả những cái việc làm đó cũng giống như là một cái vòng cương giới bảo vệ cho mình. Hằng ngày của mình cũng vậy, mình là một Phật tử ở nhà cũng vậy, cũng phải có lập một cái cương giới để đừng có làm cho mình bị xa ngã. Thí dụ như mình chi phí hàng tháng cũng vậy, hàng ngày cũng vậy, mình phải có một cái sự sắp xếp. Còn không là mình nghĩ là mình có tiền trong túi là mình xài quá, cái nhiều khi sao nó lố, cái mình hụt hẳn những cái lúc mình cần đó. Ý muốn nói như vậy. Cho nên á, từ bi mà thiếu trí tuệ thì không có đúng nghĩa từ bi, nghĩa là không biết mình phải làm gì. Giống như ngài Đường Tăng vậy đó, chỉ có cái từ bi thôi mà không có trí tuệ, cho nên đâu có phân biệt được chánh tà, đâu có biết cái gì đâu. Thấy trước mắt là đệ tử mình nó đánh yêu thì, nó đánh một chết một người là mình cho nó là có tội, mình đuổi nó đi thôi, phải không? Cho nên trong Phật giáo á, có ba cái: từ bi, trí tuệ, Bồ Tát hạnh. Từ bi là cái lòng thương bình đẳng, không có phân biệt. Trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình. Còn Bồ Tát hạnh là gì? Là cái việc làm không bờ bến của mình. Trong Phật giáo có ba cái điều đó. Mà mỗi một người Phật tử chúng ta tu học là ai cũng muốn, đang muốn phát triển cái đó hết. Ai cũng muốn phát triển từ bi, trí tuệ và muốn thực hành cái Bồ Tát hạnh đó, phải không? Nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì trí tuệ là linh hồn của mọi sự việc, dù là Bồ Tát hạnh hay là từ bi. Nhưng mà hai cái việc làm đó mà thiếu trí tuệ đó, thì đôi khi cái việc làm của mình nó không có trọn vẹn, cái tình thương của mình nó chưa có trọn vẹn. Cho nên á, ngài Đường Tăng á, thiếu cái sức mạnh của định lực và trí tuệ, cho nên không có phân biệt được thật giả. Rồi còn thêm cái gì nữa quý vị biết không? Thêm cái lời dèm pha của Trư Bát Giới. Trư Bát Giới trong cái lúc này, ngay cái lúc mà nguy kịch như vậy, thầy đang trách sư huynh mình, thì lẽ ra mình phải quốc giận cho sư phụ. Thí dụ như mình nói thôi sư phụ, bây giờ sư huynh lỡ rồi, thí dụ vậy, hay là bây giờ thầy phạt sư huynh bằng cách nào đó. Nhưng mà đâu có suối để đuổi sư huynh. Còn đằng này quý vị coi trong cái chuyện là quý vị mới thấy là Bát Giới lúc đó là cứ hễ chỗ nào mà chọt được là anh chọt, chỗ nào mà thêm được miếng dầu nào là anh thêm, thấy không? Cho nên ở đời mình cũng để ý ha. Có nhiều khi á, cái duyên á, mà nó thuận duyên á, coi chừng lại là cái xấu, mà đôi khi cái nghịch duyên lại là cái tốt. Bây giờ ví dụ như thế này, trong cái khi mà ngài Huyền Đường Tăng đang giận như vậy, mà nếu mà Bát Giới á, mà nói ngược lại với những cái điều mà ngài Đường Tăng đang giận á, có phải là nghịch không? Nghịch với cái mà ngài Đường Tăng đang giận, nhưng mà cái nghịch đó lại tốt cho phái đoàn.
tốt cho tình nghĩa thầy trò. Thí dụ như đang giận thì mình nói, mình mới bắt giới sẽ khuyên: dạ thưa thầy, thôi thầy đừng có giận, có lẽ mình không thấy được rõ vấn đề. Sư huynh là người có cái ánh, có cái cặp mắt sáng, có thể nhìn rõ được chân tướng, mình nên tin sư huynh. Thí dụ vậy, nói rất là ngược với cái ý của Đường Tăng, nhưng mà cái nghịch đó lại là cái thuận giúp cho tình nghĩa thầy trò nó gắn bó. Có nhiều khi trong đời mình gặp những cái trường hợp nói rất là thuận, nhưng mà cái thuận đó nó hại mình mà mình không hay. Mình đang giận người ta lại, người ta vuốt theo cái giận của mình, ta thêm, ta nói thêm: anh giận vậy là đúng, thầy vậy là đúng lắm, bởi vì tôi biết mà cái người này là không có xài được, tôi thấy từ lâu rồi, mà tại vì anh tin nó quá, thôi tôi để cho anh tin nó, bây giờ anh thấy không? Tức là mình nói nó thuận theo cái giận của người ta, nhưng mà cái thuận đó nó làm gì? Nó rất là nghịch với cái điều hòa hợp trong một cái đoàn thể, trong một cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên cái chữ duyên đó, có khi thuận duyên, có khi là nghịch nghịch duyên, mà khi thuận duyên đôi khi nó lại là phản cái tác dụng. Cho nên á, cái người mà Dư Trư Bát Giới đó, trong sách vở người ta gọi là thiểu trí, chứ mình không có dùng cái từ gọi là bất trí. Cái người bất trí là người hoàn toàn không có gì hết. Còn cái người là thiểu trí, tức là cái hiểu biết rất là kém cỏi, cái hiểu biết rất là ít oi, cho nên hay dèm pha những cái chuyện không đáng, làm cho nó xảy ra những cái tai nạn. Cho nên con người mình á, hay có cái tính ganh tị với ai hơn mình. Lúc đó trong cái đoạn chuyện đó, đó là Bát Giới, nghĩa là dèm pha đủ chuyện. Và trong khi mà ngài sư phụ đang giận như vậy, thì thay vì ảnh nói những cái lời nói để có thể hòa hợp, thì ảnh nói nghịch lại hết. Cho nên á, Bát Giới á, là cứ ở phía sau chọt gậy bánh xe, thành thử ra nó mới, tình thầy trò nó mới tan rã. Thì quý vị biết lúc đó, cái lúc đó đó, ngài Đường Tăng quyết định đuổi Tôn Ngộ Không. Năn nỉ cỡ nào cũng không được hết, nhất định là phải đuổi đi. Thì cái chồng của cái con Bạch Cốt Tinh đó, người chồng của Bạch Cốt Tinh đó, nó giả ra là một cái ông đạo sĩ. Rồi nó hại. Lúc đó ở trên trời rơi xuống một cái tờ giấy: không trừ nghịch đồ, khó thỉnh chân kinh. Ngài Huyền Đường Tăng cầm cái tờ giấy đó thì tưởng đâu đây là ý chỉ của Bồ Tát, phải không? Cho nên nói đúng rồi, như vậy là đúng rồi, đây là ý chỉ của Quan Âm Bồ Tát, mình phải theo thôi. Trong đời sống hàng ngày của mình, thỉnh thoảng mình nhận những cái ý chỉ đó, đó mà mình không hay á. Quý vị biết ý chỉ đó là ý chỉ gì không? Những cái lá thơ nặc danh, những cái lá thơ rơi, những cái bài báo viết toàn là mấy cái chuyện trời thần đất lở, những cuốn sách nói những cái chuyện gọi là không có chứng cứ, nhưng mà mình lại tin vênh vách những cái cuốn đó. Mình tin còn hơn kinh Phật nữa, mặc dù mình là Phật tử. Mình là Phật tử, mình coi kinh Phật hàng ngày, nhưng mà coi chừng kinh Phật đôi khi mình còn ngờ ngờ vực vực, chứ những cái bài viết đó mà viết ra là mình tin 100%. Mà đặc biệt những cái bài viết đó mà xuất phát từ những cái người trong nội bộ mà đưa ra, những cái tin tức mà trong nội bộ mà đưa ra, mình còn tin dữ dội nữa. Mình nói đúng rồi, ở trong ruột mà nói ra là phải đúng thôi, chứ không có gì sai hết. Có phải vậy không nè? Cho nên á, mình đừng có tưởng mình trở thành ra những cái người mà nhận ý chỉ, làm một cái người gọi là quân sĩ của những cái người mà có ác ý đó. Không phải là không ít, không phải ít đâu, nhiều lắm. Mà nhất là cái xã hội mà nó rộng mở như thế này, giống như trên trời mà rơi xuống vậy đó, tự do như trên trời vậy đó, nó rơi xuống tờ giấy thôi, cái là mình tin liền đó. Có nhiều khi mình
mình nghe một cái lời nói, mình chưa thấy, chưa biết, mình chỉ nghe thôi là mình tin rồi. Nguy hiểm lắm. Có trong đời sống hàng ngày, có đôi khi mình không có hiểu nhau. Mình chưa có hiểu nhau, mặc dù có thể nói là sống chung nhà, có thể sống chung nhau mấy mươi năm rồi đó. Mình gọi là gần gũi nhau như vậy đó, có với nhau mấy người con rồi đó, nhưng mà chưa chắc mình đã hiểu nhau hết. Tại sao? Tại vì xung quanh mình nó còn nhiều những cái lời ra tiếng vô, nó còn những cái sự nghi kỵ ở trong lòng của mình. Cho nên đó, rất là nguy hiểm. Mỗi một người của chúng ta làm thế nào để có thể hòa điệu được giữa tim với óc? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái từ bi và trí tuệ. Ở trên đời này đôi khi lý trí và tình cảm nó khó được vẹn toàn. Phải vậy không? Lý trí và tình cảm có nghĩa là từ tình thương và cái sự sáng suốt của mình ít có khi nào nó làm việc chung được lắm. Mà nếu mà mình có thể hòa điệu được nó thì rất là hay. Cho nên ở đây mình phải học cái sự hòa điệu. Khi nào mà có hòa điệu thì cá nhân an ổn, hạnh phúc, sáng suốt. Ngược lại thì phiền não, khổ đau. Giống như mình sống trong một cái tập thể, mình làm việc chung với nhau cũng vậy. Mình phải có làm việc nhịp nhàng với nhau, hòa điệu với nhau, tạo nên một sức mạnh. Cái sức mạnh của đoàn thể là gì? Sức mạnh của đoàn thể là khi mình còn có thể ngồi lại với nhau. Giống như đũa vậy đó. Hễ từng chiếc là người ta bẻ gãy cái mòn à. Nhưng mà nếu mà bó cả bó đũa lại á, thì khó ai mà có thể bẻ được. Ở trong Đạo Phật có danh từ Phật thân, Pháp thân, Tăng thân. Tăng là gì? Chữ tăng nghĩa là đoàn thể. Chữ tăng là nói tắt thôi, nói đủ là tăng già. Âm từ cái chữ sangha. Sangha, người Tàu âm là tăng già, dịch nghĩa là hòa hợp chúng. Một cái chúng nào mà có hòa hợp được, chúng đó được gọi là tăng. Từ bốn người trở lên. Mà cho dù mình ở với nhau như một đoàn thể tăng, mình có cái hình thức của tăng, nhưng mà bản chất của mình không có hòa hợp được thì cái đó không thể gọi là tăng. Cho quý vị nhớ như vậy. Tăng là khi nào mình còn hòa hợp được. Cho ở đây nè, bốn thầy trò là một tăng đoàn rồi chứ gì nữa. Vậy mà khi không hiểu được nhau thì tan rã. Thầy đi đường thầy, trò đi đường trò. Tôn Ngộ Không bị đuổi về và trở về núi Hoa Quả Sơn làm Tề Thiên Đại Thánh của mình. Và quý vị biết lúc đó Sa Tăng mới nói: bây giờ sư huynh bị đuổi rồi, nói với Bát Giới thì thầy trò ta làm sao đây? Biết Bát Giới nói một câu xanh rờn thì có ta đây lo gì. Mình hay nói như vậy đó, kệ nó, cho đuổi đi đi, có mình gánh nổi không? Một mình làm sao làm được? Nhưng mà mình hay có cái tật không thích người đó là muốn người đó khuất mắt, rồi mình vỗ ngực xưng danh mình đủ khả năng làm cái chuyện đó. Yên tâm, phía sau thầy có con, phía sau anh có tôi, phía sau chị có tôi. Nhưng mà đến khi có chuyện đi đâu trước? Chạy trước, gọi là lúc đó mình dùng cái kế tẩu vi thượng sách. Còn không là mình dùng cái kế khổ nhục kế: thầy ơi bữa nay con đau bụng quá con đi không được, thầy ơi bữa nay con đau chân quá con tới không được. Khổ nhục kế. Cho nên á, cái hòa điệu của một đoàn thể rất là cần. Mình đừng có cho mình là độc tôn, mình đừng có cho mình là số 1. Ai cũng số 1 hết á, tại vì muốn có tới số 10 phải nhiều cái số 1 gặp lại. Thành ra ai cũng số 1 hết á, chỉ có một số thôi à. Chứ có ai hai mình đâu, ai cũng nhất mình hết á, cho nên đau mình hoài thấy không? Ai cũng nhất mình, nhất đầu, chứ có ai nhị đầu, nhị mình đâu.
ai cũng nhức mình, nhức đầu, ai cũng là một hết. Nhưng mà nhiều cái một đó nó mới ra được một đoàn thể. Mình phải làm sao mà làm việc rất là hòa nhịp với nhau. Quý vị biết cái hình ảnh cây chuối không nè? Quý vị biết cây chuối phải không? Cây chuối nó không có cái lõi. Lột một bẹ ra, lột hai bẹ, lột ba bẹ, lột khỏi hết trơn. Quý vị có bao giờ lột cây chuối như vậy chưa? Có thấy cây người ta lột chuối như vậy không? Đó, mình phải làm việc đến cái mức mình là một cây chuối thôi. Không có cái ta. Chẳng qua nhiều cái bẹ chuối dính chặt lại với nhau thì hiện thân một cây chuối rất là cứng. Nhưng mà khi mà tách từng bẹ chuối ra thì sao? Bẹ chuối không còn gì, nguyên cây chuối không còn gì hết, là từng bẹ, từng bẹ. Cây chuối là tượng trưng cho cái hình ảnh của một con người vô ngã. Vô ngã là gì? Không có cái ta, không có cái mà độc tôn của mình. Làm việc trong đời, làm việc gì mà trong đời tu hay trong đời mà thiếu trí tuệ thì cũng không được. Giống như ánh sáng mà mất thì bóng tối mới xuất hiện. Ví dụ như giờ tắt đèn một cái thì cái gian phòng này tràn ngập cái bóng tối. Cũng như vậy, mình tu hành mà không có trí tuệ thì u ám lắm. Có tu đi nữa cũng tu là mờ. Mà mình gọi là sao? Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ không biết đi về đâu. Cho nên á, mình tưởng mình đẩy cái người đó ra rồi thì mình sẽ an vui, nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu. Mình sẽ đói khát nguy hiểm. Mà trong phim diễn tả cái hình ảnh một hôm khi mà sau khi mà đuổi Tôn Ngộ Không đi rồi thì đâu có ai mà có thần thông mà bay tùm lum tà la để mà kiếm cây, kiếm cơm, kiếm nước gì nữa đâu. Thành thử ra diễn tả cái hình ảnh ngài Đường Tăng ở trên ngựa thất thiểu, đói khát, và cuối cùng lâm vào cái tình trạng nguy kịch là có tai nạn của Bạch Cốt Tinh. Thì mình cũng vậy đó. Cái vấn đề là mình phải hiểu nhau, chứ không phải cái vấn đề là mình đẩy nhau ra khỏi cái cương giới của mình. Ai cũng muốn làm bá chủ hết đó. Không ai muốn làm lính hết đó. Người nào cũng muốn xưng hùng, xưng bá, gọi là gì đó, hán sở tranh hùng, vùng vẫy một phương. Nhưng mà thật ra khó lắm. Cho nên đó, khi mà Đường Tăng không có biết phân biệt chánh tà, tin theo lời gièm pha, thì kết quả là ngài Đường Tăng bị con yêu tinh nó biến ngài làm con cọp. Tại vì lúc đó ở trong cái động, lúc đó ở trong động có một cô thiếu nữ đã tự nói với ngài Đường Tăng rằng: tôi là công chúa của cái nước gì đó ở gần đây, đã bị cái tên yêu tinh này bắt về đây 13 năm nay để làm vợ. Bây giờ xin ngài làm sao ngài có thể giúp cho tôi báo tin cho phụ vương tôi biết là tôi đang còn ở đây. Thì lúc đó con yêu tinh nó biến ra thành một cái anh chàng thái tử phò mã ở trong cung đó. Rồi ra đứng trước vua nói rằng: Đường Tăng không phải là người thật, Đường Tăng là một con cọp yêu. Cho nên họ đã nó dùng phép nó biến Đường Tăng thành con cọp. Đó là cái kết quả của một người tu. Hay nói một cách khác là đó là kết quả của một người sống trong đời mà không có cái trí. Người ta muốn biến mình thành gì là người ta biến, phải không? Hồi nãy đó, nó muốn gièm pha cho thầy trò mình chia rẽ thì nó nói một hai câu cái thầy trò chia rẽ. Bây giờ sau khi mà gia đình mình ly tan rồi, đoàn thể mình tan nát rồi, thì bắt đầu nó muốn quay cuồng mình như thế nào nó quay, bằng cách là
nó biến ngài Đường Tăng trở thành một con cọp và nhốt vô trong lòng. Cho nên khi mà lúc đó gặp nạn rồi đó, thì con bạch mã đó nó mới kêu Bát Giới, nó nói: sư huynh, thầy mình đó bị cái con yêu tinh nó biến thành cọp đang nhốt ở trong chuồng đó, còn xa tăng á, tức là xa ngộ tịnh á, tam sư huynh bây giờ cũng bị bắt rồi. Bây giờ chỉ còn có một cách thôi, là sư huynh phải đi cầu cứu đại sư huynh. Quý vị thấy không, ở đời có vay có trả. Hồi nãy đó mình chà đạp người ta, mà tới lúc hoạn nạn thì mình làm gì, cũng phải đi cầu người ta, phải đi cầu cứu người ta. Cho nên lúc này đó Bát Giới mới đi tìm tới Tôn Ngộ Không để cầu cứu, phải không? Hữu sự cũng tìm đến. Ở đời nó vậy đó, khi mà mình thấy mình nghĩ là mình không có cần ai hết trơn á, là mình sẵn sàng mình làm đủ chuyện hết để mà hại người. Nhưng mà mình đâu có biết một ngày nào đó mình xa cơ thất thế hay mình hữu sự, mình phải cần tới người ta, phải không? Cho nên kiến ăn cá, cá ăn kiến là vậy đó. Thì lúc đó Trư Bát Giới đi tới, Ngộ Không ảnh thấy rồi chứ, mà anh giả bộ nói: ngươi là yêu quái phương nào? Thì ngộ Năng mới nói rằng: tôi lúc đó anh mới trách chứ, cái con khỉ đột kia mới vắng nhau có 3 ngày mà giả bộ làm mặt lạnh. Lúc đó mới mở cái khăn, lúc đó Bát Giới che cái lỗ mũi vậy nè, kêu mở khăn ra, mở cái tay ra, ồ thì ra là con heo mỏ dài. Thì lúc đó thì Đường Tăng Bát Giới đó mới năn nỉ, nói: nhưng mà đâu có dám nói là sư phụ bị nạn đâu, sư huynh ơi, sư huynh về đi, sư phụ nhớ sư huynh nhiều lắm. Sư phụ hồi đâu sư phụ cũng gọi tên sư huynh đó. Lúc đó Ngộ Không mới nói: không dám đâu. Sư phụ đuổi ta thì làm gì có cái chuyện gọi là muốn nhớ đến ta. Không, thành thử ra cuối cùng rồi đó thì mới nói thật cho Ngộ Không biết là sư phụ đang bị nạn. Thì lúc đó Ngộ Không đặt vân bay tới cái chỗ mà ngài sư phụ của mình đang bị nạn và giải cứu. Cho nên á, ở qua cái câu chuyện này đó, qua cái câu chuyện chỗ Bạch Cốt Tinh đó, thì chúng ta mới rút được những cái bài học là lý trí, tình cảm, đạo đức và dục vọng thường hay chống trái với nhau. Chúng ta cho nên á, mỗi ngày mình tu để làm gì? Để quân bình cái này. Để mình biết lúc nào mình dùng tình cảm, lúc nào mình dùng lý trí. Khó lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Cho nên cái quan trọng nhất á, là mình phải có một cái nghệ thuật để mà thể hiện cái hòa điệu của mình. Giống như Ngộ Không vậy đó, anh có cái trí tuệ, anh nhìn biết con yêu tinh nhưng mà không biết làm sao giải thích cho thầy biết, cho nên mới xảy ra cái chuyện gọi là hiểu lầm với nhau, phải không? Đó rồi, nó nhiều chuyện nó xảy ra trong đời sống hàng ngày. Có đôi khi mình muốn nói cho người đó một cái vấn đề gì đó mà mình không có cái nghệ thuật để nói, thành thử ra cái tâm của ý của mình không có xấu, nhưng mà khi mình nói ra đó thì làm cho người ta hiểu lầm. Cái trường hợp đó cũng thường xảy ra. Cho nên ở đây mình mới biết rằng trong đời sống hàng ngày của mình, cái tất cả đều là một nghệ thuật hết. Mình phải học một cái nghệ thuật nói chuyện, sửa người khác. Mà thường thường là cái nghệ thuật người ta hay gọi là pháp môn tưới hoa. Trước khi mà mình muốn tưới hoa, mình phải biết hoa này nó là loại hoa gì, nó cần bao nhiêu nước, và nó cần ánh sáng hay là không cần ánh sáng, nó cần nắng hay là không cần nắng. Chứ không phải cây gì cũng bưng ra nắng để. Có những loại cây bưng ra nắng là nó cháy queo,
Có những loại cây á, mà mình tưới, mà mình tưới nhiều nó úng. Có những loại cây á, là mình phải để nước ở dưới cái bồn, rồi từ từ nó hút, hoặc là cái hơi nước nó bốc lên, nó nuôi dưỡng cái cây đó. Đó là một nghệ thuật. Thì cũng y như vậy, trong đời sống hàng ngày á, mình mà muốn nói cái gì với ai á, là không phải cứ săn săn tới nói đâu. Nó không có được đâu, nó không có kết quả đâu. Mình phải học cái cách nói. Có nhiều khi nén, phải nén, tập nhịn như lúc đó. Tập nhịn lúc đó để làm cái gì? Tập nhịn để mà cho nó qua cái thời gian đó. Tại vì mình biết ngay lúc đó mình nói sẽ đổ vỡ rất là nhiều. Đợi qua cái đó rồi bắt đầu xây dựng với nhau. Mình đừng có tưởng cái người đó là con của mình rồi mình muốn la rầy nó bất cứ chỗ nào mình muốn. Có đôi khi nó không có kết quả, mà cái kết quả nhiều khi nó ngược lại. Cho nên á, cái nghĩa sống là tình người chân thật, hiểu nhau, cảm thông, chấp nhận, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đó là cái nghĩa sống. Giống như là mấy thầy trò vậy, phải không? Mình làm gì thì làm, nhưng mà nhớ giữ vững những cái này trong đời sống. Thứ nhất là mình phải chân thật. Thứ hai là phải hiểu nhau. Thứ ba là phải cảm thông. Thứ tư là phải chấp nhận. Thứ năm là phải tin tưởng. Thứ sáu là phải tôn trọng. Nó thiếu những cái yếu tố này cũng giống như là đoàn đi mà nó thiếu mất đi một người vậy, quý vị thấy không? Bốn người mà mất đi người là tự nhiên nó rơi vào những cái đau khổ liền, ma nạn. Cho nên nó nhiều khi á, mình làm đệ tử với nhau đó, mình nói tại sao thầy cứ giữ mãi cái người đó khó thương quá mà thầy giữ làm cái gì? Tại vì mình chưa ở cái vị trí làm thầy, cho nên mình không có biết cái tâm trạng của một người làm thầy. Không có muốn bỏ rơi bất cứ một người đệ tử nào. Có đôi khi mình làm con, mình thấy mẹ mình khổ với anh hai anh ba gì đó, mình nói bỏ luôn cái người đó đi. Nhưng mà tại vì mình đứng trên cái bình diện anh em thôi, mình không phải sanh cái người đó ra. Vì chỉ là anh em cho nên mình sẵn sàng mình bỏ vứt cái người đó bất cứ lúc nào mình cần. Nhưng nếu khi nào mình làm cha làm mẹ thì mình sẽ không làm được cái chuyện đó đâu. Dù cái người đó có hư đến cỡ nào, mình cũng chấp nhận. Làm cha làm mẹ cũng phải ôm ấp thôi. Chứ bây giờ bỏ đi đâu, con mình hết mà. Cái người cha người mẹ và cái người thầy không có khác. Cho nên á, Đường Tăng á, đuổi đệ tử đi chứ đau khổ lắm. Cho nên có một hôm ông ngồi im lặng vậy đó, cái thì trong đầu ông nghĩ ra, ngộ không, bây giờ con đang ở đâu? Nhưng mà tại sao phải không? Ở đây muốn nói cái chuyện là ăn năn thì sự đã rồi. Cái lúc mà mình còn đủ bình tĩnh để mình giải quyết, mình không có giải quyết, mình bị một cái lá bùa rơi xuống, phải không? Không trừ nghịch đồ, khó thỉnh chân kinh. Không mà khử cái người này đi là anh sống khó mà an vui, khó mà thảnh thơi. Cái thứ nữa là mình phải hiểu rằng cái sức mạnh của tập thể là sự phối hợp với nhau để làm việc, để hướng dẫn bởi trí tuệ. Và người có trí tuệ phải có nghệ thuật truyền đạt một cách tế nhị từ hành động nói năng, để không gây những cái hiểu lầm buồn khổ cho người khác. Mình phải biết sức mạnh của đoàn thể là gì. Sức mạnh của đoàn thể là khi mình còn họp chung lại được với nhau. Nhưng mà nhớ ha, mỗi một thành viên trong đoàn thể phải có trí và phải có nghệ thuật. Có nhiều khi á, mình thông minh lắm nhưng mình không có cái nghệ thuật để diễn bày cái hiểu của mình. Thành thử nói ra hồi thì đổ vỡ. Cái trường hợp này cũng xảy ra ngay cả trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn.
Có đôi khi nói mà không có hết câu chuyện, không có hết ý cũng làm cho người ta hiểu lầm. Cho nên đó, làm cái gì thì làm, nhưng mà tình người không bao giờ mất. Cho quý vị thấy không, con người mình nó khác với con thú. Thật ra con thú nó cũng chết chứ gì, con người cũng chết phải không, ai cũng chết. Nhưng mà con người nó khác ở cái chỗ là con người còn biết đem đi chôn lẫn nhau mà không ăn nhau, không giống con thú. Con nhỏ mà chết thì con lớn nó đi ngang, nó thấy nó xớt nó ăn, phải không nè. Nhưng mà con người thì khác, giữa con người với nhau thì mình còn biết đem tẩn tán nhau mà không có ăn nhau. Đó là cái khác, vì đó là vẫn còn có cái tình người. Cho nên làm gì thì làm, sống có tình người. Mà cái tình người đó nó thể hiện qua cái hình ảnh trư bát giới đi tìm đến ngộ không, và để nhắc lại những cái tình cảm thầy trò, phải vậy không? Tình cảm nói bằng cách là nói đó, thầy nhớ sư huynh lắm đó. Chứ đâu có dám nói thầy có nạn đâu, lúc nào cũng một chuyện. Ngộ không nghĩa là phải hỏi nhiều lần thì lúc đó bát giới mới nói, chứ còn lúc đầu là không có nói. Nói thầy nhớ sư huynh, nhưng mà chưa sợ chưa đủ, phải nói thêm một chuyện nữa. Sư huynh không có nhớ, sư huynh đã hứa với Bồ Tát Quan Âm mà. Sư huynh đã hứa với Bồ Tát Quan Âm là phải phò thầy đi đến nơi đến chốn mà. Cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm được nhắc nhở lúc đó là cái gì biết không? Đó là cái lý tưởng của mỗi người chúng ta. Hay nói một cách khác, người tu nào cũng có lý tưởng hết đó. Thí dụ như giờ mình đi thọ bát quan trai, lý tưởng của mình là gì? Lý tưởng của mình là tu học để có được sự an lạc, giải thoát. Còn nếu mà sang chút nữa, lý tưởng của mình là một ngày nào đó mình sẽ được trọn vẹn cái hạnh nguyện xuất thế của mình. Đó, mình nói như vậy đi, mình ví dụ như vậy đi. Thì cho dù bất cứ cái chuyện gì xảy ra, mình cũng không quên cái lý tưởng của mình. À, bây giờ mình vô trong chùa ha, hồi đầu lý tưởng đầu tiên của mình tới chùa là muốn học hỏi Phật Pháp, muốn tu tập cho cuộc đời còn lại của mình. Đụng cái mình được bầu làm chức gì đó, rồi bắt đầu mình bị cái đó nó lôi mình mất tiêu, mình quên mất cái lý tưởng đầu tiên của mình đến đây làm gì. Mà khi mà người ta không còn mình, vì muốn giữ cái địa vị đó của mình, mình sẵn sàng có những cái hành động, những lời nói hoặc cái gì đó để mà giữ cái địa vị của mình. Như vậy là mình gì? Quên mất cái lý tưởng của mình mất tiêu rồi. Có ai đi tu mà đến chùa là vì những cái chuyện đó đâu, nhưng mà chẳng qua vì công việc thì chúng ta phải đứng ra gánh vác mà thôi. Nhớ như vậy. Cho nên ở đây là phải học nè, có trách nhiệm mà không có trách nhiệm gì hết. Có nghĩa là mình lãnh một cái trách nhiệm, nhưng mà đừng có để những cái địa vị của cái trách nhiệm đó nó nặng trên vai của mình. Cho nên ở trong chùa rất là hay cái chuyện là một người tu là phải học tất cả, từ giảng thuyết, tụng niệm, nấu nướng, dọn dẹp. Có nghĩa là mình phải là một con người đa dạng, phong phú như vậy. Khi nào cần mình nói kinh, mình nói kinh. Khi nào cần mình lên tụng kinh, mình tụng kinh. Mà khi nào cần mình làm một bà vải đi chùa, mình sẽ làm một đi chợ, mình sẽ làm một bà vải đi chợ. Khi nào cần mình làm một chú tiểu xuống dưới nhà rửa nồi, rửa thau, rửa ly, chăm trà đãi khách, mình vẫn làm được chuyện đó như thường. Cái người tu là phải như vậy. Mình đâu có, hồi nãy hồi trưa mình nói nó tùy duyên và bất biến. Mình tùy duyên làm việc nhưng mà không bao giờ mất đi cái bản chất tu hành của mình. Bất biến. Cho nên á, trong sự giáo dục á, hay là cái sự sống hàng ngày, cái rất cần thiết đó là cái nghệ thuật vận dụng những cái phương tiện trong cuộc đời. Mình làm cái gì mà mình thiếu một cái tinh tế của cái trí suy nghĩ, làm cách nào để diễn đạt, làm cách nào để nó thành tựu.
Chơi có những nhiều khi người ta vận công hết cả ngày mà người ta rất cực. Ngay cái chuyện tu hành cũng vậy, có nhiều người tu thấy an nhàn, có nhiều người tu thấy cực lắm. Có nhiều người ăn chay thôi, nội cái chuyện ăn chay của họ là mình thấy họ khổ dữ lắm chứ cái chuyện ăn chay. Họ có một cái tủ, họ đựng nè, cái chén riêng, đôi đũa riêng, cái nồi riêng, cái thớt riêng. Nó cực khổ dữ lắm. Là tại vì sao? Họ không có cái, họ không có biết cái ý nghĩa ăn chay là gì. Họ cứ nghĩ ăn chay có nghĩa là lúc nào cũng phải tinh khiết, nghĩa là như vậy thì mới gọi là tu hành. Cho nên mình phải có cái nghệ thuật trong vấn đề tu hành. Giáo dục rất cần thiết trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái nghệ thuật giáo dục nó lại càng cần thiết hơn nữa. Con người ai cũng cần được hướng dẫn, ngay cả bản thân mình cũng cần có hướng dẫn. Nhưng mà mình phải hướng dẫn như thế nào? Thí dụ như mình nói ví dụ nha, học kinh đó, mà không có vận dụng cái nghệ thuật để học kinh, đời nào học cho thuộc kinh? Phải có cái cách học kinh. Thí dụ đây nè, hồi xưa Pháp Hòa mà tụng kinh Vu Lan chứ gì, thì ở trong kinh Vu Lan có câu là rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Nhớ không? Phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Thì ở trong cái bản kinh Vu Lan nói như vậy, nhưng mà bản kinh Báo Hiếu thì nói như thế này: rằm tháng 7 là ngày tự tứ, thập phương tăng đều giữ lễ này. Cho nên mình tụng mà mình không có để ý, cái mình bị lộn hai chỗ đó, thì Pháp Hòa mới làm cho mình một cách nhớ. Hễ kinh Vu Lan là hoàn toàn tiếng Việt, mười phương tăng đều giữ lễ này. Mà cái kinh Báo Hiếu thì cái câu đó lại dùng cái từ âm Hán là thập phương tăng. Mình nói ví dụ vậy. Rồi Pháp Hòa có một cái nghệ thuật học cái bài, không có học, kinh không có cần học, để tâm tụng là thuộc. Quý vị nhớ cái bài Tống Tán không? Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán đó, thì tới cái chỗ là đất mới tới nước. Cho nên nè, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Chỉ cần vận một chút nghệ thuật mà không bao giờ mình quên được cái bài kinh đó. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho nên á, tu hành cũng vậy. Kinh là mình không có cần phải học, vận tâm mà tụng là mình sẽ nhớ. Nhưng mà mình muốn nhớ nó cho đừng quên, phải có cái nghệ thuật để nhớ. Tụng chú Đại Bi là bảo đảm lúc nào cũng lộn cái chỗ Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, Tất Ra Tăng A Mục Khe Dạ Ta Bà Ha. Mình cứ ha hoài mà nó không ra khỏi cái ha đó. Thì bây giờ cứ nhớ như thế này nè, nhớ rằng Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha luôn luôn đi trước cái câu Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha. Mình hay lộn cái chỗ đó, cứ lúc nào tụng tới đó cái là bắt đầu họ đầu dặn lắm, thiên thủ thiên nhãn. Mà tới hồi là mình biết người nào mà xuống giọng là biết là nghe ta tại cái chỗ này là pin yếu rồi. Cho nên người nào mà vô kinh là tụng thuộc không thuộc mình nghe biết hết. Chỗ nào mà thuộc là trời ơi, nhiều khi tụng muốn quên thầy luôn đó. Không, quên mỏ quên thầy luôn. Mà chỗ nào mà không thuộc cái bao rù rì rù rì rù rì. Đó, thì Pháp Hòa thường thường á, Pháp tụng kinh á, là Pháp Hòa hay để cái tâm, và mình tìm ra một cái cách nào để cho mình đừng có quên nó. Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy, cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, với lại cố tâm vô quái ngại đó. Tại vì mình nghĩ mình thuộc rồi, chứ mình tụng nhưng mà cái tâm mình nó đã bay nhảy như ngộ không rồi. Thấy không? Cho nên là phải để ý. Thì đó là cái nạn mà mình vừa mới đi qua đó, Bạch Cốt Tinh đó. Thấy không? Là nói tóm lại cái câu chuyện Bạch Cốt Tinh này chỉ muốn nói rằng mình phải có cái trí tuệ để nhận định mọi vấn đề. À, còn nhiều khi á, cái lúc nào mình cũng dùng tình cảm hết cũng không được. Phải không? Con người mà dùng tình cảm thì con người cái gì cũng tình cảm á, thì con người nó ước ác. Mà con người lúc nào cũng lý trí thì con người nó khô khan. Không, ước quá ăn cũng khó, mà
khô quá, ăn cũng ngẹn. Thành thử cái giỏi, cái hay là làm sao có thể hòa đều được. Cái thứ hai là phải học ở đây một cái điều rằng, trong đời sống hàng ngày, cái quan trọng là chúng ta biết cảm thông, chấp nhận, tôn trọng, tin tưởng và sống rất người với nhau. Đừng có, còn nếu mà chúng ta vì cái sự ganh ghét của mình mà gièm pha thì tự nhiên lực lượng mình sẽ yếu đi. Mình tưởng đâu là mình không còn hợp với người đó, mình tách rời người đó ra là bảo đảm mình sẽ an toàn. Không phải đâu. Đôi khi mệt mỏi lắm. Rồi lúc đó, cái lúc đó mình buồn, mình nói là sao biết không? Em có còn như ngày nào? Rồi cái người kia mới than câu, kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu. Lụa nó vốn nó đã mềm rồi, nó bị nhàu, nó bị mỏng nó đi nữa. Thành thử ra cả hai khổ. Một bên á thì nhìn không dám nhìn thì không dám nhìn thẳng, cứ trộm không à. Đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Hồi lúc ở nhà không có chịu nhìn thẳng, tới hồi mà chia tay rồi bắt đầu nhìn lén không à. Biết người ta hay ngồi chỗ đó, lâu lâu lái xe tới có nhìn thôi, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Mà mình đâu có biết cái người kia cũng đang ngồi than van, kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhàu, đêm thâu đêm giấc ngủ xôn xao. Rồi lúc đó mình than mà có ai nghe đâu. Cái hồi mà mình còn với nhau đó, trước khi mà có một cái tối hậu thơ xuống ký rồi bắt đầu là chia đó, không nói mấy câu đó ra. Đợi xong chuyện rồi mới nói, giống như ông ngài Đường Tăng vậy đó, đuổi đi rồi bắt đầu mới ngồi nhớ đệ tử. Ngộ không, bây giờ con ở đâu? Pháp Hòa đọc tới cái chỗ đó, cái tự nhiên trong đầu mình nó nhảy ra cái câu. Đôi khi trộm nhìn con, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Bây giờ mình còn vợ không? Mình tóm tắt một câu cốt truyện nữa trong vòng 20 phút. Một hôm á, bác giới được cái lệnh đi dò đường. Thì ảnh đi một hồi thì ảnh bắt đầu, ảnh vừa đi mà ảnh vừa cầu nhau. Ảnh nói lão hòa thượng, mắng ông đó ông thầy ảnh đó nghe, lão hòa thượng cả tin có là dễ tin lắm. Còn cái thằng Sa Tăng mập á, thì tối ngày chỉ biết ăn rồi ở nhà. Còn cái tên giữ ngựa kia đó thì có cái tướng mảnh rảnh làm biến, chuyện gì cũng sai ta làm hết. Tự nhiên sai ta đi dò đường, rủi ta gặp bọn yêu quái người ta làm sao. Các người khôn thì ta đây cũng đâu dạy, các người ở nhà hưởng phước thì ta cũng đi kiếm chỗ ta ngủ luôn. Cho nên ảnh mới đi, ảnh mới kiếm chỗ anh nằm xuống, anh đánh một giấc. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không đi theo dõi ảnh mà, cho nên Tôn Ngộ Không thấy ảnh ngủ khò cái bắt đầu mới biến thành con chim tới mổ mổ cái mỏ của anh. Cái giật mình, anh kêu yêu quái, cái anh giật mình vậy, cái anh nói đâu có yêu quái gì đâu, thì ra là con chim. Cái mà ông mà anh mới mắng con chim câu nữa chứ, cái con chim chết bầm kia, ở nhà sư huynh ăn hiếp ta rồi, ra đây ngủ một chút mà mi cũng ăn hiếp ta nữa. thì lúc đó anh nằm xuống anh ngủ tiếp. Thì khi mà anh ngủ tiếp như vậy á, thì Ngộ Không mới lấy phân chim á tựa lên mặt của ảnh. Ảnh giật, ảnh bị một cái bệt lên mặt, cái ảnh chà chà về, cái nó trời đất ơi phân chim. Cái thì lúc đó ảnh nói thôi coi bộ không xong rồi, cái ảnh bắt đầu ảnh mới ngồi và ảnh đi. Ảnh đi nó trời đất ơi chỗ này bây giờ ta biết ta đi về ta nói đây là đâu. Ảnh đi được một hồi cái ảnh mới thấy có một cái bàn đá. Ảnh nói thôi 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 được rồi khỏi cần tìm gì nữa, bây giờ ta đi về. Ta đi về ta nói là ta đã tìm được cái tên của cái ngọn núi này, tên là Thạch Đầu, Thạch Đầu Sơn. Rồi nếu sư phụ hỏi ta động gì thì ta cũng nói là Thạch Đầu Động. Rồi hỏi là có bao nhiêu cửa thì ta sẽ nói có 3 cái cửa. Rồi nếu sư phụ hỏi ta bao nhiêu cây đinh, bao nhiêu yêu quái thì ta nói là tại gấp quá chạy về quên coi. Tức là trong đầu ảnh diễn tả ra một cái hình ảnh vậy mà Tôn Ngộ Không nghe hết trơn. Ảnh đi về mà Tôn Ngộ Không bay về tới nhà kể hết tự sự cho sư phụ nghe rồi. Cái thì ảnh đi về, ảnh đi về cái thì bác giới mới hỏi sao ngươi đi tìm được cái núi này tên gì chưa. Cái anh ấy Thạch Đầu Sơn.
Xong cái bác Ngộ Không nhảy giọt tới, nhéo cái lỗ tai của ảnh, nói thôi để ta nói luôn cái đoạn sau cho nghe. Thì đó Ngộ Không mới lập hết cái chuyện mà hồi nãy anh nghĩ trong đầu anh nói ra đó. Anh mới giật mình, anh nói sư huynh làm gì biết hết trơn vậy, như vậy là hồi nãy sư huynh theo dõi tôi. Thì lúc đó mắng la anh một hồi á, thì bắt đầu bắt anh phải trở lại đi kiếm một lần nữa. Thì cái lúc đó anh gặp một cái con yêu quái đứng ở trên núi. Anh lại tưởng đâu là Tôn Ngộ Không. Anh nói sư huynh à, sư huynh đâu có cần phải theo dõi tôi dữ vậy, tôi đâu có ngủ nữa đâu mà sư huynh đi theo dõi tôi, phải không? Thành thử ở đây mình mới thấy á, ăn cái quả dừa thấy vỏ dưa cái nó sợ. Không, hay là con người mà đã một lần rồi á thì nghĩa là lúc nào cũng mất cái bình tĩnh của mình. Cho nên á, quý vị thấy á, con người á, mà mình sống theo cái cá nhân cá tánh của mình thôi á, thì mình thiếu đi cái lập trường, thì con đời của mình nó giống như cái chiếc thuyền mà nó bền bồng ở trên sông vậy đó. Lúc đó thì anh mới bị một cái con yêu tinh, nó tên là Ngân Giác. Bởi vì trong cái núi đó nó có hai con yêu tinh, một con tên là Kim Giác, một con là Ngân Giác, có nghĩa là một con vàng một con bạc, chứ không có gì hết. Ngân là bạc, kim là vàng, hai con yêu tinh. Thì sau khi mà ảnh đánh, ảnh bị bắt rồi đó, tác yêu tác quái, hai cái con yêu tinh này nó có những cái bủ bối, là một nó có hai cái bình, mà hễ mà nó hô một cái á, mà mình đáp lại á, là mình liền bị nó hút vô cái bình đó. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không á, cả phái đoàn bị bắt hết rồi, thì chỉ còn một mình Tôn Hành Giả ở bên ngoài thôi. Thì hai con này á, nó chưa có dám ăn thịt Đường Tăng. Cái mục đích của hai con yêu tinh này á, là để ăn thịt thôi. Thì khi mà nó bắt được Đường Tăng rồi đó, nó cũng không dám ăn thịt liền. Nó nói là nếu mà mình ăn thịt á, mà còn cái tên Tôn Ngộ Không thần thông ở bên ngoài, thì chắc nó cũng đánh mình te tua. Làm sao bây giờ bắt được cái tên đó? Thì nó bây giờ á, mình đem cái bình ra, mình làm sao mình hút Tôn Ngộ Không vô trong cái bình của mình, mình nhốt nó lại, thì rồi thôi là coi như mình an toàn để ăn thịt Đường Tăng. Thì lúc đó đó, có hai có con tiểu yêu, nó bưng hai cái bình ra khỏi cái động thôi. Thì Tôn Ngộ Không thấy như vậy, Tôn Ngộ Không mới giả là một ông đạo trưởng, mới cầm một cái bình hồ lô đi xuống. Mới nói hai tiểu yêu nó hỏi vậy chứ chẳng hay đạo trưởng ở đâu tới. Ông cũng nói ông là thần tiên ở cái núi nào vậy đó, hay xuống. Cái mới nói là ông cầm cái bình gì? Nói đây là cái bình hồ lô, ta có thể thu cả trời vô trong này. Hai con tiểu yêu nó không tin. Nó hỏi vậy chứ tôi cũng có hồ lô, mà hút vô là kêu ai là người đó cũng hút vô. Ông mới nói Tôn Ngộ Không á, mới nói hai cái bình của ngươi á là hai cái bình cháo, còn cái bình của ta là bình ông nội. Cái bình hồ lô của ta là bình ông nội, còn hai cái bình của ngươi là hai cái bình cháo. Thế nói tôi không có tin là ông có thể che cả, là ông thu hết cả ông trời vô trong này. Thì ở trong truyện, trong phim á, thì chỉ nói rằng lúc đó đó Tôn Ngộ Không bay lên trên núi ngồi thiền, như mà ông đạo trưởng đang ngồi thiền, nhưng mà thật sự lúc đó đã xuất lên trên trời để mà nhờ Na Tra, thái tử Na Tra, tam thái tử của Lý Tịnh á, là che mặt trời lại để mà coi như là hiện chứng minh cho hai cái tiểu yêu đó biết là cái hồ lô này có thể hút con trời. Nhưng mà thật sự ra trong truyện kể như thế này là Tôn Ngộ Không đi lên trời nói với lại Na Tra đó,
cho mượn bằng cách đó là thu ông trời vô trong cái bình hồ lô đó. Ông trời ông đâu có chịu. Ta là một cái đấng gọi là ngọc đế cai quản cả thiên hạ, mà bây giờ bị ngươi thu đem ra làm cái trò chơi, là ngươi thu ta vô, ngươi bỏ trong hồ lô à? Thì Ngộ Không mới ra cái điều kiện, nếu không làm như vậy thì đại náo thiên cung một lần nữa. Nghe như vậy cái Na Tra mới nói thôi, và gọi là ngọc đế ơi, cho mượn cũng không sao đâu, bây giờ mượn cái cờ lệnh che lại một cái thôi là nó thu thôi, là coi như là thu cả ông trời vô đó. Thì lúc đó ông trời mới chịu. Ở đây muốn nói cái gì? Ở đây mình phải biết một cái điều là mình phải học một cái chuyện là mình không có sợ kẻ làm phải, mà chỉ ngại kẻ làm bậy thôi. Nếu mà Tôn Ngộ Không mà anh biết chuyện á, anh đâu có lên anh đặt điều kiện vậy với Ngọc Đế đâu, mà giờ anh đặt cái chuyện là nếu không làm theo á, anh sẽ đại náo thiên cung, mà rốt cuộc ông trời cũng phải chịu, phải không? Nếu mà trời không chịu để thu vào bầu, sẽ trở lên đại náo thiên cung như lần trước. Đó là lời hăm dọa của Ngộ Không. Ở đây á, mình mới nói như thế này, mình trái, nghĩa là nếu trái ý con khỉ, nó làm loạn thiên cung thì thiệt là mệt. Trong đời có nhiều kẻ hơn thua với người không biết phải quấy, đến lúc vỡ lẽ thì đã thiệt rồi. Ông trời đã làm gương cho mình biết á, ổng là một ông trời mà đôi khi ổng còn phải chiều những cái người như vậy nữa. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói mình phải học một cái sức nhẫn nhục. Ông trời mà còn phải chiều để cho nó thu vô cái bình hồ lô. Trời đã làm gương như thế, há loài người không biết noi theo đó mà nhịn nhục hay sao? Thường thường mình phải, cái người mà họ nói phải, mình không có sợ. Mình sợ là sợ cái kẻ nói càng nói bậy, phải không? Ở đời cũng vậy, có những người họ làm việc cũng vậy, họ lào mình chỉ ngán, là những cái người mà làm càng làm bậy thôi, chứ còn người mà họ có trí tuệ họ làm mình không có sợ, vì họ làm cái gì nó cũng rõ ràng như vậy. Cho nên á, cái bủ bối mà của cái bảo bối cái bảo bối mà để thu đó, ở đây là nó xuất phát từ cái thế giới nhị nguyên. Cho nên thu vô rồi, Tôn Ngộ Không bị thu vô rồi, bị nhốt rồi, là tin tưởng là đã nhốt rồi. Một lát sau có tiểu yêu nó chạy vô, nó nói đại vương có một người tên là Hành Giả Tôn đến đây để mà quấy phá. Ủa, hai ông đại vương mới nói hồi nãy ta nhốt một cái tên Tôn Hành Giả rồi, bây giờ làm gì có giả hành tôn. Nói giả hành tôn xưng là sư đệ. Lúc mà gặp nó nói hồi nãy ngươi dốt là đại sư huynh của ta, tên là Tôn Hành Giả, còn ta đây là giả hành tôn. Rồi thì mới vào rút cái bình ra, hút ảnh vô lần nữa. Rồi tưởng đâu là cũng xong chuyện. Một lát sau, hồi nãy là Tôn Hành Giả rồi phải không, giả hành tôn rồi phải không, bây giờ ảnh rem thêm ra một người là Hành Tôn Giả. Ý muốn hồi nãy đầu tiên là giả làm ông tiên nè, rồi giả làm rồi Tôn Hành Giả, rồi giả hành tôn, rồi Hành Tôn Giả, rồi thậm chí giả trang luôn cái bà mẹ nuôi của hai cái tên Kim Giác và Ngân Giác nữa. Lúc đó nó nói bây giờ hai cái bình của mình bị Tôn Ngộ Không tráo rồi, hai cái tiểu yêu nó thấy cái bình của ổng á hay quá, nó lấy nó mượn đi về, nó đổi, nó lấy hai cái bình nó đổi. Nó tưởng đâu là cái bình đó là thu được ông trời là ngon quá rồi, ông trời mà còn thu thì Tôn Ngộ Không ăn thua gì. Cho nên là trong đó bây giờ có Tôn Ngộ Không, có ông trời luôn rồi, đem về nó khoe. Đại vương Ngộ khen hai đứa ngươi làm việc thật là hay, thông minh. Tới hồi mà một lát nữa cái bình nó biến ra thành một chồng ông khỉ thôi. Lúc đó mới biết mình đã bị gạt. Thì bây giờ hai cái bủ bối mất rồi, thì bây giờ phải cầu mẹ nuôi của mình cho mượn sợi dây vàng. Thì mới cho hai cái tên tiểu yêu đi rước bà mẹ nuôi về để mượn cái sợi dây vàng. Lúc đó Tôn Ngộ Không cũng giả ra đánh chết cái bà mẹ nuôi thiệt rồi, để mà cải trang làm cái bà mẹ nuôi giả đi vô đó. Nhưng mà rốt cuộc Tôn Ngộ Không cũng bị trói đem về. Thì ở đây muốn nói rằng á, thường thường á,
hai cái con mà con người mình á có cái khả năng quyết giải quyết các vấn đề khó khăn á, là thường thường mình cứ phải dựa vào một cái thế lực khác. Giống như hai con tiểu yêu, nó đâu có thế lực gì đâu, nó phải mượn những cái mũ bối này mũ bối kia, mà mất rồi cái nó phải đi mượn nữa. Con người mình cũng vậy, mình không có luôn luôn trở về sống với cái thật của mình đang có, mình cứ mượn của người này mượn của người kia, mình dựa vào cái thế lực của người này người kia. Quý hiểu ý không? Cho nên đó, mình phải làm ngược lại. Cái thứ hai đó là mình hay bị đối đãi tốt nè, xấu nè, hay nè, dở nè, trắng đen, mình luôn luôn mình bị những cái đối đãi đó. Cho nên đó, nó giống như là cái bình hồ lô nó hút mình vậy đó. Nhưng mà cái người có trí á thì có dù đối đãi nhưng mà không bị nó ràng buộc. Cho nên Tôn Ngộ Không bị nhốt vô rồi nhưng mà cũng chạy ra được. Đa số con người mình bị cái gì nó ràng buộc, bị cái đối đãi nó ràng buộc. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa đãi quý vị ly nước, rồi quý vị cũng kiếm cách nào ngày mai mời Pháp Hòa đi uống lại ly nước khác. Tức là mình luôn luôn mình bị cái đối đãi đó nó ràng rịch con người của mình. Giống như Tôn Ngộ Không mà bị hút vô trong cái bình hồ lô thì cũng giống như con người mình vậy, nó bị cuốn hút trong cái sự đối đãi trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái người trí á, thì mình đừng có để những cái đối đãi đó nó làm khổ mình. Bằng cách nào? Thí dụ như bây giờ á, quý vị Pháp Hòa đãi quý vị một ly nước, hay là quý vị đãi Pháp Hòa ly nước đi, rồi hôm nào Pháp Hòa không có đãi lại quý vị cũng khỏi lo, quý vị cũng đừng buồn gì hết á. Đừng có nghĩ rằng á, mình đừng có nghĩ rằng mình đãi cái người đó ly nước thì ngày sau người đó phải đãi lại mình. Như vậy thì mình sao? Lẫn quẩn ở trong đó. Một lát mình làm tôn hành giả, một lát mình làm giả hành tôn, rồi hành tôn giả. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên thu ở trong đó, thu ở trong đó. Mình làm sao thoát được cái thế giới đối đãi này? Cuộc đời này nó lúc nào nó cũng đối đãi hết, mình không thoát được đâu. Nhưng mà mình tự tại với nó đi. Mình cho người ta mà lỡ người ta không cho mình lại cũng đừng có, không có sao hết trơn. Đừng có để cái đó nó chi phối mình. Mà mình hay dựa vào những cái ý nghĩa thứ hai là con người mình không có khả năng giải quyết vấn đề, toàn là dựa vào những cái khả năng khác, giống như là hai con yêu tinh mà phải dựa vào những cái bủ bối vậy đó. Thậm chí mất hết bủ bối phải đi mượn cái sợi dây khác về đó. Rồi cái thứ á là tại sao Tôn Ngộ Không bị trói? Tại vì Tôn Ngộ Không không có biết cái sử dụng cái sợi dây đó. Tôn Ngộ Không đã nắm cái sợi dây đó trong tay rồi, nhưng mà rốt cuộc bị yêu tinh lấy lại và trói Tôn Ngộ Không. Ở đây muốn nói á, nếu mà mình á có những cái phương thuốc để trị bệnh mà mình không biết uống cách nào thì coi như cũng què. Thí dụ như có thuốc mà uống quá liều thì cũng đâm ra bệnh, mà không uống thì không hết bệnh, phải không? Cho nên có thuốc mà với điều kiện là phải biết uống thuốc, còn không thì thuốc nó làm hại mình. Cũng y như vậy, mình có phương pháp để tu thì mình phải làm sao? Phải biết dùng cái phương pháp đó. Giống như trong kinh người bắt rắn vậy đó, nếu muốn bắt con rắn thì phải biết cái nghệ thuật bắt con rắn, còn không thì sẽ bị con rắn nó cắn mình trở lại. Giáo pháp cũng vậy. Cái giáo pháp nào mình đang tu mà nếu mình không có thông suốt nó, mình không có biết cái cách vận dụng cái giáo pháp của Phật thì coi chừng những cái giáo pháp nó làm mình đau khổ. Bây giờ mình ví dụ như là ví dụ như cái chuyện hồi nãy mình nói chuyện ăn chay. Ăn chay chỉ là một trong những cái phương pháp tu hành thôi, mà nó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ thôi. Mà mình cứ cho nó là cái gì? Cứ cho nó là cái tối hậu, cái cho nó là cái mà gọi là cái cao tột nhất. Rồi mình chấp chỗ này, mình chấp chỗ kia, rồi cuộc cái ăn chay nó trở thành ra cái gì? Cái gò bó con người mình. Quý hiểu ý không? Cho nên á, ăn chay rất là cần được khuyến khích, nhưng mình phải tùy duyên trong chuyện ăn chay. Đừng có sắm đũa riêng, chén riêng gì hết. Cứ bình thường, rửa sạch thì gọi là được rồi. Chỉ vì chữ chay nghĩa là trong sạch chứ có gì đâu. Cứ dùng cái nồi đó, cứ cái chén đó mà rửa cho sạch sẽ là được. Rồi thí dụ như trường hợp mà bây giờ mình sống ở cái xứ này nè, mình không có thì giờ để coi ngày, coi tháng gì hết trơn á, thì bây giờ quý vị cứ quyết định là mỗi tháng ăn 4 ngày,
tập ăn 4 ngày có nghĩa là 4 cái chủ nhật. Mình sẵn dịp mình đi chùa đó, mình tụng kinh, mình nghe giảng rồi đó, mình ở chùa mình ăn chay, xong rồi là mình rước chay về nhà luôn, thì xong bữa, coi như không có thì giờ, coi mình khỏi coi lịch. Mình rước cái thức ăn chay mình về nhà. À, quý vị có hiểu ý không? Khỏi cần coi lịch. Bây giờ mình phát nguyện ăn chay 1 tháng 4 ngày. Cứ mỗi chủ nhật là mình ăn, mà không phải một mình ăn, mà cả nhà mình ăn luôn. Vợ chồng con cái đi chùa, tụng kinh, nghe giảng, rồi đi xuống dưới nhà dùng cơm. Dùng cơm rồi mình thỉnh một ít đồ chay về nhà. À, nghe rước chay ai cũng cười hết, tại nghe lộn. Thật thử thấy cười cười là mình hiểu rồi. Không. Cho nên là mình nói như vậy đó. Rồi thí dụ như bây giờ, còn nếu mà mình khi nào mình ăn lên tới 8 ngày đó, thì mình ăn luôn ngày gì? Chủ nhật với thứ hai. Tại vì chủ nhật mình đi chùa rồi, thì mình có thể đồ chay về rồi, thì mình ăn qua tới thứ hai luôn, là coi như 1 tháng là 10 ngày chay. Hả? Thì kiếm 2 ngày khác đắp vô nữa. Đã nói là phải có phương pháp, phải có nghệ thuật, phải khéo léo rồi. Mình không có thì giờ để mà coi lịch, thì mình phải vận dụng cái gì đó để mà nó giúp ích cho mình trên cái phương diện ăn chay. Đó, mình nói chuyện đó thôi. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện gọi là, mình nói cái chuyện còn nhiều cái chuyện khác nữa. Thí dụ như cái chuyện tụng kinh. Bây giờ cái chuyện tụng kinh của mình là bây giờ mỗi tối đó, mình cứ nghĩ rằng tụng kinh đó, tụng tối, tại vì giờ đó Phật có nhà. Rồi cái mình nó đúng 8 giờ mình mới tụng, là 8 giờ là dầm cái giờ con mình nó coi tivi. Cái bên này cái mình cứ lóc cóc len can, bên kia là thể mà mình lóc cóc len can càng lớn á, thì nó càng không nghe được cái tiếng tivi, thì nó bật cái tivi càng lớn hơn nữa. Rồi thì sao? Tivi với mỏ chuông đánh lộn với nhau. Cái là mình hoàn toàn mới biết. Rồi cái hỏi cái khi mà con cái hoặc là chồng hay là vợ mình nói à, tại sao ông không có chịu tụng kinh cái giờ khác, ông tụng 10 giờ được không? Cái mình mới nói rằng 10 giờ Phật ngủ rồi lấy gì nghe. Rồi mình cứ bắt buộc là tụng kinh là phải có cái mỏ với cái chuông, không có cái mỏ cái chuông là tụng không có đúng điệu. Nói như vậy cũng không được. Mình phải biết cái hoàn cảnh của mình. Rồi bây giờ mình không tụng kinh tối được, mình tụng kinh sáng đi. Đó, rồi mình không tụng được kinh sáng rồi mình tụng kinh trưa. Nói chung tụng kinh là để thâm nhập lời kinh của Phật dạy, để mình áp dụng trong đời sống hàng ngày, chứ còn không có vấn đề giờ giấc. Giờ giấc là phải tùy theo cái hoàn cảnh gia đình của mình. Thí dụ như mình thấy chùa người ta tụng kinh lăng nghiêm 4 giờ sáng, cái 4 giờ mình cũng ngồi dậy mình cũng lăng nghiêm với người ta, mà cái giờ đó là giờ cả nhà mình đang lăng nghiêng. Cái giờ đó là giờ cả nhà lăng nghiêng, rồi mình cứ gõ mõ mình lăng nghiêm à. Rồi hỏi vậy chứ làm gì mà thức sớm vậy? Nói tôi thức dậy tôi công phu. Thì người nhà mình mới nói trời ơi giờ này là giờ công lưng. Cho nên rồi mình tu hoài mà cứ công lưng mình công phu, mà rốt cuộc không có ra công phu gì hết. À, tu hành nó khổ sở như vậy. Cái chuyện tu hành là cái chuyện rất là nhẹ nhàng, cái chuyện rất là giải thoát. Mà mình tu mà mình càng ngày mình càng gò, giống như là cái sợi dây mà nó cột mình vậy đó, thì làm sao được. Mình bị hút vô cái hồ lô, nhưng mình không ở trong hồ lô đó, phải không? Mình bị hút vô hồ lô, nhưng mà mình có đủ khả năng để bay khỏi ra cái hồ lô đó, và sẵn sàng đổi tên, không cần phải tôn hành giả. Có khi mình là giả hành tôn, có khi là mình là hành tôn giả. Cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy của người khéo đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ, như quý vị biết là, thí dụ ha, Phật tử Việt Nam biết gọi là thầy. Có mấy anh Tây đâu có biết đâu, ảnh vô ảnh kêu mình Pháp không à? Hai Pháp. Rồi Pháp Hòa mới nhận một cái email của một ông Tây Phương, mà ổng là đệ tử mình, nghĩa là
bao nhiêu năm nay rồi mà ổng không biết gọi mình là cái gì. Bị gì sao biết không? Nó lâu ngày nó mờ rồi. Nó email tới Pháp Hòa nó hay thích. How are you? Thích. Vì nó thấy cái cạc của mình đưa nó là thích Pháp Hòa đó, thì nó nghĩ là cái tôn trọng gọi nhất là gọi thích. Thì mình cũng cười thôi, chứ không lẽ mình email tới mình nói Du không được gọi Mi thích. Hay là mình nói Du đừng có gọi Mi là Pháp, phải không? Thành thử ra mình là cái gì cũng được. Hôm trước bà nói đó, chính vì mình không là gì hết thì mình mới là tất cả. Chứ còn mình bắt mình chỉ là một thứ đó thì coi như mình bị kẹt rồi. Như ly nước, bây giờ lại đây, bây giờ đây là ly nước phải không? Bây giờ nó nguội rồi đây nè, cắt hoa gắm vô thì nó trở thành ra nước chân hoa. Hồi nãy là ly nước uống, nó đâu có đau khổ đâu, cái gì nó cũng nuôi sống. Hồi nãy uống vô đây thì nó nuôi sống một con người, mà bây giờ cắm hoa vô đây thì nó cũng làm tròn nhiệm vụ của nó là nuôi sống một cái cây. Rồi nếu nó không sống nuôi hoa mà nó đổ ra vô cái chậu nào đó thì nó nuôi một cái cây. Hồi nãy đây là nuôi hoa, nuôi người, rồi bây giờ đổ nó ra đất cũng không sao, rồi nó bốc lên nó thành mây. Nó không là gì nhưng mà nó là tất cả. Có khi nó là mây, là nước. Còn mình cứ muốn mình chỉ là cái đó thôi, mình muốn người ta tôn xưng mình là cái đó thôi, thì vĩnh viễn mình cứ chết cứng một cái danh đó thôi. Ta không là gì mới là tất cả. Đó là cái hay. Cho nên mình sống trong cuộc đời đối đãi, nhưng mà vẫn đối đãi, vẫn giao tiếp hàng ngày, hiểu ý không? Nhưng mà đừng có đau khổ vì nó, phải tự tại với nó. Người ta cho mình cho người ta món quà trị giá 100, mai mốt người ta cho mình là có 10 đồng cũng không sao. Cái quan trọng là cái tấm lòng chứ không phải cái hiện vật. Hồi nãy mình nói đó, 100 năm trước thì ta không có, 100 năm sau có cũng không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Rồi đụng chuyện cái mình nói thì sao? Ăn lấy thảo thôi. Mà người ta mà đưa không đúng kiểu cái mình nói hà tiện. Thấy không? Cho nên mình chưa thoát được nó. Giờ mình vẫn bị cái sợi dây đó nó cột mình, và mình vẫn bị hút vô cái hồ lô mà không thoát ra được. Bây giờ mình có bị hút vô cái hồ lô nhưng mình vẫn thoát ra nó, có nghĩa là sống giữa cuộc đời nhưng mà mình vẫn tự tại. Là gì? Mình biết tất cả các pháp nó như thị, có nghĩa là tất cả mọi việc nó như vậy đó. Cuộc đời này nó như vậy đó. Chứ không có sao hết. Mình cho người ta mà thậm chí người ta không cho mình cũng không sao hết. Mà người ta vì hiểu lầm người ta mới nói những cái lời nói nặng nề đối với mình. Người ta cũng hiểu vậy nhưng mà hiểu không có đúng, hiểu lầm. Chứ người ta hiểu đúng rồi đâu có chuyện, phải không? Đó là hai cái câu chuyện mà mình nói tối hôm nay. Bạch Cốt Tinh với lại cái chuyện gọi là Liên Hoa Động. Động Liên Hoa Bát Giới gặp tai nạn. Là mình học được những cái bài học rút ra từ những cái câu chuyện ở trong Tây Du Ký như vậy.